Hồi 231, tướng La Sát xua quân tiến đánh. Hai tên quân La Sát ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu viên tướng quân nhỏ tuổi nhà thanh này giờ cho gì. Chúng theo lời gieo xúc sắc xuống. Một tên gieo được 7 điểm, một tên gieo được 5 điểm. Vì tiểu bảo trỏ vào tên 5 điểm nói, người thua rồi, tử man cơ, theo tiếng La Sát tử man cơ, nghĩa là phải chết chém. Gã quay lại bảo thân binh đem hắn ra chém đầu bốn tên thân binh liền lôi tên quân la sát ra cửa trại, vùng đao chém chết. Mười một tên quân la sát còn lại thấy vậy đều cả kinh thất sắc. Vì tiểu bảo lại trò vào hai tên quân la sát khác nói, các người lại gieo đi, hai tên này khi nào chịu gieo nữa. Chúng đồng thanh đá ta không gieo, vì tiểu bảo nói, giỏi lắm, các người không gieo cũng chết. Gã lại bảo thân binh lôi hai tên này ra chém đầu, thế là lại hai tên nữa bị giết. Vì tiểu bảo trỏ hai tên quân la sát khác nói, hai người vào gieo đi. Hai tên này biết mình không gieo cũng chết liền, thà rằng cứ gieo còn có chút hy vọng sống sót. Một tên run cầm cập lượm hai con xúc sắc toan gieo xuống thì tên kia cướp lấy, nhìn vi tiểu bảo nói, ta gieo với ngươi, thái độ của hắn cực kỳ ngạo mạn. Vi tiểu bảo cười đáp, hay lắm, người lớn mật dám khiêu chiến với ta, vậy ngươi gieo trước đi, tên quân gieo xuống được bảy điểm vì tiểu bảo gieo thành 10 điểm. Gã cười hỏi, thế nào, tên quân kia mặt buồn rười rượi đáp, vận khí ta xui quá, còn nói gì được nữa. Vì tiểu bảo hỏi, người đến đất Trung Quốc của chúng ta đã giết bao nhiêu người rồi. Tên quân kia ngang nhiên đáp, không nhớ rõ bao nhiêu, nhưng ít ra là 17, 18 người. Người có giết ta, ta cũng không thua thiệt, vì tiểu bảo lại sai thân binh đem hắn ra chém. Gã trỏ một tên quân la sát khác bảo, ngươi vào gieo đi tên quân này tay lượm xúc sắc mà người run cầm cập. Hai hàm răng đụng vào nhau bật lên những tiếng lách cách. Hai con xúc sắc trước sau ngã xuống bàn, cộng được 11 điểm, dĩ nhiên phần thắng rất nhiều. Vì tiểu bảo muốn giờ trò gian lận gieo thành 12 điểm. Ngờ đâu lâu nay ít rèn luyện, thủ pháp không linh. Hai mặt lục không ngửa lên mà lại úp xuống, chỉ còn hai điểm. Gã sửng sốt một chút rồi cười khanh khách nói, ta thắng rồi tên quân kia vội hỏi ta nhưng 11 một điểm người chỉ có hai điểm sao lại thắng được vì tiểu bảo đáp lần này ai ít điểm là được nhiều điểm là thua tên quân kia không phục cãi điểm lớn dĩ nhiên là được lề luật của nước la sát chúng ta trước nay là thế đó vì tiểu bảo ngừng mặt lên hỏi nơi đây là đất trung quốc hay đất la sát tên quân đáp là là đất trung quốc vì tiểu bảo nói hay lắm đã ở đất trung quốc dĩ nhiên phải theo luật trung quốc ai bảo các ngươi đến Trung Quốc làm chi? Sau này ta có đến La Sát đánh xúc sắc với các ngươi cũng phải theo lề luật của La Sát. Ngươi bị, từ man cơ, rồi, gã liền quay lại hạ lệnh cho thân binh lôi hắn ra chém đi. Gã lại gọi một tên quân La Sát vào. Tên này rất tinh tế, đặt câu hỏi trước theo lệ luật Trung Quốc thì lần này nhiều điểm thắng hay ít điểm thắng? Vì tiểu bảo đáp theo lệ luật Trung Quốc thì người Trung Quốc thắng. Điểm nhiều là thắng nhiều, điểm ít là thắng ít. Tên quân kia nói, thế là người chơi lối ăn hiếp chẳng có đạo lý nào nữa. Vì tiểu bảo nói, các ngươi là quân la sát lại xâm nhập Trung Quốc giết người cướp bóc. Người Trung Quốc chúng ta chẳng ai qua la sát giết người cướp của. Thế thì người la sát dã man, hay người Trung Quốc dã man? Tên quân kia lẳng lặng không nói gì nữa. Vì tiểu bảo dục gieo lẹ đi, gieo lẹ đi, tên quân kia nói, đằng nào ta cũng thua rồi, còn gieo làm chi nữa? vì tiểu bảo hô, không gieo ư, tử man cơ, tử man cơ, gã lại gọi tên khác vào. Tên này thân hình cao lớn, dâu ri ơ xồm xoàm, lớn tiếng, Trung Quốc tiểu tử, người đừng giờ trò nữa, mau mau giết ta đi là xong. Chuyến này bọn người đông người mai phục trong vùng đất tuyết đột nhiên xô ra tập kích, được cũng chẳng vinh gì. Đại binh của nước la sát chúng ta mà kéo đến sẽ giết hết các ngươi. Vì tiểu bảo hỏi, người bị chúng ta bắt mà không phục ư? tên quân kia đáp dĩ nhiên không phục vì tiểu bảo hỏi nếu nhân số bên ta ngang với các ngươi rồi hai bên đối diện tỷ đấu thì ngươi tin rằng nhất định sẽ thắng chúng ta phải không tên quân kia ngạo nghễ đáp cái đó đã hẳn một người la sát chúng ta có thể thắng nổi năm người trung quốc nếu không thế chúng ta đã chẳng dám lần mò đến nước ngươi ta đánh cuộc với ngươi ngươi phái năm người đấu với ta các ngươi thắng thì giết ta đi bằng ta thắng thì lập tức tha ta về nguyên tên quân này là một dũng sĩ nổi danh ở nước la sát thần lực phi thường hắn thấy những quân tướng ở dưới trướng vi tiểu bảo người nào cũng bé nhỏ thấp lùn ít nhất hắn còn cao hơn một cái đầu hắn cho là một mình hắn địch với năm người cũng nắm chắc phần thắng song nhi ngồi một bên nghe tên quân la sát ăn nói ngạo mạn liền lên tiếng người la sát các ngươi toàn đồ vô dụng nam nhân ở trung quốc không thèm đánh với ngươi vì nữ nhân ở trung quốc đã đủ thắng ngươi rồi thị vừa nói vừa đứng dậy đi đến bên vi tiểu bảo. Tên quân la sát kia thấy người thị bé nhỏ, dung mạo xinh đẹp, hắn không nhịn được, cười hỏi, người muốn tỉ võ với ta ư? Vi tiểu bảo sai thân binh chặt dây chói hai tay cho tên quân la sát rồi mỉm cười nói, hảo song nhi, song nhi hãy cho hắn biết mùi lợi hại của nữ nhân bên chúng ta. Tên quân kia nói, nữ nhân ở Trung Quốc mà biết nói tiếng la sát, hay lắm, hay lắm song nhi nói tiếng la sát còn kém vi tiểu bảo xa. Thị thấy mình không phô diễn được hết ý kiến, nên không muốn nói nhiều. Thị liền vung trường đánh dứ một chiêu vào trước mặt tên quân la sát. Tên quân kia ngửa đầu về phía sau, đồng thời đưa tay ra gạt. Song nhi vung chân đá đánh, bốp, một cái trúng vào bụng dưới đối phương. Tên quân la sát đau quá gầm lên một tiếng, vung quyền đánh liền mấy thoi. Hắn là một tay hảo thủ về môn quyền ở nước la sát. Những thoi quyền đánh tới vừa mau vừa cực kỳ trầm trọng, song nhi thấy đối phương sức mạnh không dám tỉ đấu chính diện với hắn. Thân hình thấp thoáng, thị đã nhảy đến sau lưng đối phương ra chiêu tả hữu phùng nguyên veo véo đánh tới. Bốp bóp hai tiếng vang lên, hai chân thị đã đá trúng vào sau lưng địch nhân, tên quân la sát đau quá phải gò lưng xuống. Hắn la lên, ngươi dùng chân, thế là phạm luật, nguyên người la sát chỉ tỉ quyền đã quy định không được dùng đến hai chân. Vì tiểu bảo cười nói đây là đất Trung Quốc, vậy cuộc đấu võ phải theo lề luật của người Trung Quốc. Song Nhi lên tiếng người la sát kia, bề nào ta cũng thắng. Thị lạng mình chuyển đến trước mặt tên quân la sát, vùng trưởng đánh vào bụng dưới hắn. Tên quân la sát đưa tay ra gạt, nhưng thoi quyền này của Song Nhi chỉ là hư chiêu. Thị không chờ hắn đỡ gạt đã rụt quyền về, phóng quyền tay trái đánh tới trước ngực hắn. Tên quân la sát đưa cánh tay lên gạt. Song Nhi liên tiếp tấn công 12 quyền cả hai bên tả hữu mà thôi quyền nào cũng chỉ đánh giữ. Lối đánh này trong võ thuật Trung Quốc kêu bằng hải thị thần thâu, cực kỳ huyền ảo, vì mỗi chiêu đã không đánh thực sự lại không phát huy hết nội lực, có điều so với quyền pháp thông thường, lối đánh này mau lẹ gấp mấy lần. Tên quân la sát đỡ gạt đều vào quãng không, hắn cười khanh khách nói, con nhỏ này đùa giỡn, đồ vô dụng, hắn chưa dứt lời, bỗng nghe bốp bốp hai tiếng, hai bên má hắn lại trúng trường. Hắn, ối, lên một tiếng rồi hai tay vung lên bổ xuống, tấn công giáo giết, song nhi như mình né tránh. Đột nhiên thị vung chỉ điểm chúng vào huyệt thái dương bên phải đối phương. Tên quân la sát choáng váng, người hắn lảo đảo mấy cái. Song nhi nhảy sổ lại vung cường tay chém vào huyệt ngọc trầm ở sau gáy tên quân kia. Ngọc trầm là một đại huyệt trong người. Tên quân kia dù thân hình to lớn cũng không chống nổi, té huyệt xuống đất, không bỏ dậy được nữa. Vì tiểu bảo cả mừng, dắt tay song nhi, rồi đã vào đầu tên quân la sát hỏi, người đã chịu phục chưa? Tên quân kia hồ đồ đáp đàn bà Trung Quốc, dùng yêu pháp, là yêu nhân. Vì tiểu bảo quát mắng, con heo thối tha này, làm gì có yêu pháp, lôi hắn ra chém đi, bọn la sát các ngươi còn tên nào không phục thì tỉ võ đi. Năm tên quân la sát còn lại nhìn nhau, chung thấy mấy tên dụng sĩ khỏe mạnh đều thua hết rồi biết mình không địch nổi chẳng dám nói gì. Vì tiểu bảo nói, các ngươi chịu thua đầu hàng đi, ta sẽ tha cho. Nếu không thì vào đây gieo xúc sắc với ta, theo luật lệ Trung Quốc, ai thắng ta thì sống, ai thua là chịu tử man cơ. Gã vừa nói vừa vung tay ra thủ thế chém đầu, nằm tên quân nghĩ thầm, chiếu theo luật Trung Quốc thì bất luận bên mình gieo được gì họ cũng thắng. Một tên quân liền khom lưng đáp xin đầu hàng. Vì tiểu bảo cả mừng nói, hay lắm, hay lắm, lấy rượu thịt ra cho hắn ăn uống, thân binh liền ra hậu trướng rót một bát rượu lớn và lấy một đĩa thịt đầy rồi cởi trói tên quân la sát cho hắn ăn uống. Khí hậu nước la sát cực kỳ rét lạnh, nên người nước này ai cũng thích uống rượu. Vì tiểu bảo tuy chẳng ham mê rượu chè, nhưng cũng đem theo trong quân toàn những thứ cao lương mỹ tử. Rượu vừa rót ra, mùi thơm sực nức khắp quân chướng bốn tên quân la sát đứng ngoài vừa ngửi thấy mùi rượu đã thèm chảy nước miếng lúc thấy tên quân kia uống vào mặt mày hớn hở trong lòng càng thấy ngứa ngáy khó chịu tên nào cũng hô đầu hàng đầu hàng xin uống rượu vì tiểu bảo liền hạ lệnh cởi trói cho cả bốn tên này và sai thân binh lấy bốn phần rượu thịt chia cho chúng ăn uống năm tên quân la sát ăn uống hết rồi mà vẫn chưa đủ vì tiểu bảo lại sai lấy rượu thịt thường cho chúng thêm một phần nữa năm tên quân la sát ăn uống no say, cầm tay nhau hát vang lên một hồi. Trung nghĩ đến mình đã thoát chết, lại còn được ăn uống thỏa thích, liền nhìn vi tiểu bảo khom lưng tạ ơn. Mấy bữa sau, tướng tiên phong là Hà Hữu vẫn tiếp tục bắt được quân la sát giải về. Ngày nào nhiều được đến 16, 17 tên mà ít ra cũng được một vài tên. Những tên bị bắt sau hỏi chuyện đám bị bắt trước liền biết là nếu gieo xúc sắc với tướng nhà Đại Thanh thì thế nào cũng chết bằng triệu đầu hàng sẽ được khoản đãi rượu thịt, nên tên nào cũng đầu hàng ngay. Nên biết bọn quân la sát này đều là hạng lưu manh vô lại, không phải đầu trộm đuôi cướp cũng là từ tù trọng phạm. Mười tên có đến tám chín là phường tàn ác bất nhân. Chúng đã mạo hiểm đông tiến là chẳng còn chút lương tâm nào. Ban đầu bọn quân la sát giết hạng bình dân Trung Quốc một cách rất dễ dàng thuận lợi. Chúng liền có ý khinh thường cả những người địa vị cao sang vì thế tuy chúng đã bị bắt vẫn ra vẻ ngông cuồng ngạo mạn. Mãi đến khi vi tiểu bảo lập nghiêm ra lệnh chém đầu mấy tên, bọn còn lại mới biết là lợi hại. Những quân dã man ngang ngược thường khinh khi người thiện lương, lại khiếp sợ kẻ hung dữ. Chúng thấy đối phương ngang tàng tàn bạo hơn mình, liền chịu diêu diếu đầu hàng. Đại tướng La sát tổng đốc binh nhung ở thành nhã tát khắc là đồ nhĩ bố thanh, Alexi Tobizin, thấy những tiểu đội ra ngoài cướp bóc nhiều ngày đều mất hút đã phái người đi thám thính mà Thủy Trung không ai trở về Phúc trình. Hắn biết là tình thế bất diệu, liền điểm lấy một nửa binh mã trong thành tổng cộng hơn 2.000 người đem theo sung ống, dàn thành đội ngũ ra ngoài quan sát. Hà Hữu được thám tử đưa tin, liền tức tốc phi ngựa về đại doanh báo cáo. Vì tiểu bảo truyền tướng lệnh sai tát bố tố dẫn 5.000 quân thanh mai phục ở đường mé tả. Lại sai bằng xuân lãnh 5.000 quân chạy đường sau bên địch hễ nghe súng nổ là lập tức đánh thành. Vì tiểu bảo lại sai lâm hưng châu dẫn 500 quân ra dụ địch giả vờ thua chạy về phía có cắm cờ Hoàng Long. Trung tướng lãnh mạng ra đi, nhắc lại đồ nhị bố thanh mở cửa thành tiến quân, chẳng thấy bóng địch binh đâu mà chỉ gặp những người Trung Quốc trú ngụ trong các nông xá liền hạ lệnh phóng hỏa đốt nhà. Bất luận nam nữ đều bị giết hết, đoàn quân la sát đi được hơn hai chục dặm, bỗng nghe tiếng vó ngựa rồn rập một toán kỵ binh chừng 500 người xông lại. Đồ nhĩ bố thanh vừa ra lệnh cho quân sĩ tấn khai đội ngũ, thì thấy một đội quân thanh phóng ngựa chạy đến dương cung bắn loạn xạ. Đồ nhĩ bố thanh cười ha hả nói, bọn man tử ở Trung Quốc chỉ biết bắn tên thì sao địch nổi súng ống của người la sát chúng ta. Hắn hạ lệnh nổ súng, lập tức mười mấy tên thanh binh ngã ngựa liền, viên tướng thống lãnh đội thanh binh này chính là Lâm Hưng Châu. Y thấy quân la sát bắn súng liền hạ lệnh khua chiêng thu binh hiệu chiêng choang choang vừa nổi lên, quân thanh liền xoay ngựa chạy về phía nam. Đồ nhĩ bố thanh hạ lệnh rượt theo, nhưng đội thanh binh cưỡi đoàn tuấn mã chạy rất nhanh, không sao theo kịp. Đoàn quân la sát đuổi theo chừng bầy, tám dặm thì thấy bên rừng cây phía trước dựng một cây hoàng long kỳ. Quân la sát đuổi tới nơi thấy khu này có dựng bảy tám doanh chướng quân thanh. Quân la sát liền nổ súng mấy chục tên quân thanh bỏ trướng đào tẩu đồng thời dương cung bắn mấy phát rồi chạy về phía nam. Đội tiên phong la sát sông vào doanh trại thì quân thanh đã trốn hết rồi. Đồ nhĩ bố thanh xuống ngựa vào trại thấy trên bàn còn bầy la liệt rượu thịt, hơi bốc lên nghi ngút. Dưới đất đầy những thoi vàng đĩnh bạc cùng là châu báu, xiêm y, ngấm đoạn. Đồ nhĩ bố thanh cả mừng nói, đây là tên nguyên soái của bọn Trung Quốc man tử vội chạy tháo thân, đến kim ngân cũng không mang đi hết được phải bỏ lại chạy lấy người chúng ta hãy rượt gấp hắn lại tuyên bố ai bắt được nguyên soái man tử sẽ có trọng thường bên mình chủ soái man tử còn đem theo rất nhiều vàng bạc châu báu các ngươi tha hồ mà cướp lấy bọn binh tướng la sát thấy vàng bạc châu báu tới tấp thu lượm một phần vồ lấy rượu thịt trên bàn mà ăn uống chúng nghe chủ soái hạ lệnh liền lớn tiếng hoan hô kéo ùa ra khỏi doanh trại lên ngựa rượt theo dọc đường còn thấy rải rác những đĩnh vàng, thoi bạc, đao thương, công nỏ, bọn binh tướng trông thấy vàng bạc thi nhau lượm lấy. Chúng cho là quân Trung Quốc vừa nghe đại binh la sát kéo đến đã khiếp sợ đến tê đai vãi phân, liệm cả binh khí chạy lấy người, không còn thiết gì nữa. Đoàn người ngựa tiếp tục rượt theo một hồi, lại thấy bên đường còn có mấy đôi giày và những mũ đỏ liệm trên cành cây thấp bên đường. Đồ nhĩ bố thanh la lên, bọn man tử Trung Quốc chạy vỡ mật nguyên soái của chúng cải trang để hòng thoát thân, chắc hắn giả làm tiểu tốt, vậy chúng ta bắt được tên nào cũng phải tra khảo tường tận, đừng để mắc lừa chúng. Bọn tùy tùng đồng thanh đáp tướng quân liệu việc như thần, nhất định đúng thế, đồ nhĩ bố thanh sai quân thu lượm cả giày mũ rồi nói, hễ bắt được bọn man tử Trung Quốc thì bất luận là tiểu tốt hay đầu bếp cũng bắt chúng thử đội mũ đi giày. Tên nào giày mũ vừa đúng thì chắc là đại tướng đó bọn thuộc hạ lại ca ngợi trí thông minh sáng suốt của chủ tướng ít người bì kịp. Đoàn quân la sát đổi thêm mấy dặm thì đến một tòa doanh trại của thanh binh. Trông thấy lác đác trên mặt đất ngoài vàng bạc khí giới, còn khá nhiều áo quần phụ nữ màu xanh màu hồng rất rực rỡ. Bên ngoài doanh trướng còn có những hộp son phấn, khăn tay, vòng vàng là những đồ trang sức của phụ nữ. Quan quân lại động lòng sắc dục la lên, diệt cho mong, diệt cho mong bọn man tử Trung Quốc đem cả phụ nữ đi theo. Thế là dọc đường quân la sát rượt theo đã chiếm được bảy tòa doanh trại. Bỗng trước vẳng nghe có tiếng kêu gào khóc lóc. Đồ nhĩ bố thanh đứng trên yên ngựa lấy thiên lý kính ra soi thì thấy ngoài mấy dặm có một đội binh Trung Quốc đang tức tưởi chạy trốn, cờ xí tán loạn, đội ngũ tơi bời. Hắn cả mừng hô lớn, đuổi kịp chúng rồi. Hắn lại rút đao ra chém lên không, miệng hô, xung phong, giết giặc hắn dẫn binh tướng xông về phía trước. Bên đường cách quãng lại gặp một vài con ngựa chết nằm lăn ra đó. Cả thảy có đến hơn hai chục con. Bọn binh tướng cả mừng reo lên, ngựa cưỡi của bọn man tử không đủ sức để chạy trốn nữa rồi. Chúng liền dục ngựa đuổi theo mỗi lúc một gần, bỗng thấy quân thanh chạy vào con đường hẹp giữa hai dãy núi. Đồ nghĩ bố thanh rượt đến cửa hang thấy địa thế hiểm trở, không khỏi ngần ngừ nghĩ bụng nếu địch nhân bố trí mai phục nơi đây thì thật là nguy hiểm đột nhiên trong hang núi ở phía trước mặt có người hò bằng tiếng la sát Trung Quốc man tử, sao không đầu hàng đi, lại có tiếng người nói theo, ha ha, phe này bọn man tử Trung Quốc đã bị thảm bại, chính là ngữ âm của quan binh bản quốc, không còn sai được nữa. Đồ nhĩ bố thanh cả mừng, chẳng ngần ngại gì nữa, tùng ngựa tiến vào. Hơn 1.500 quân kỵ binh ở phía sau cũng kéo ùa vào sơn cốc. Đồ nhĩ bố thanh lên tiếng hỏi, phía trước là đội nào vậy? các ngươi ở đâu? Lại nghe phía sau vách núi có tiếng hơn 10 người đồng thanh đáp, bọn thuộc hạ ở đây. Quân man tử Trung Quốc bị thảm bại rồi. Đồ nhĩ bố thanh hô lớn, hay lắm, hắn vừa giật cương cho ngựa chạy, bỗng nghe mặt sau súng nổ đoàn đoàn. Đồ nhĩ bố thanh giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại thì thấy cửa hang khói bụi mịt mờ. Hai bên vách núi trong rừng cây ánh lửa thấp thoáng, súng ống bầy thành hàng bắn xuống, quan quân la sát la hoàng vang trời đồ nhĩ bố thanh lớn tiếng hô, mau mau quay ngựa lùi ra khỏi hang núi. Lập tức hai bên vách đá có đến mấy ngàn người tiếng reo dậy đất, binh tướng la sát, đầu hàng đi, đầu hàng đi, tiếp theo những tảng đá lớn cùng những khúc cây từ hai bên sườn núi đổ xuống ảo ảo. Chỉ trong khoảnh khắc đã vít chặt cửa hang, bọn quan binh la sát ở trong hang núi chen chúc nhau. Tiếng người huyên náo lẫn tiếng ngựa hí rối loạn cả lên. Quân thanh ở trên cao vừa nổ súng vừa bắn tên xuống như mưa đồ nhĩ bố thanh không ngớt la thầm, nguy to rồi, nguy to rồi, hắn biết là chúng phải ngụy kế của địch nhân, lại thấy mặt sau bị chặn đường, đành phải quay ngựa lại hô lớn, chúng ta phải xông về phía trước, nhưng vừa chạy được vài trường, lại nghe súng lớn nổ đoàng đoàng, đạn bay tới tấp. Lập tức mấy chục tên quân sĩ bị tan xác, đồ nhĩ bố thanh chẳng còn hồn vía nào nữa. Hắn không ngờ hỏa lực của thanh binh cũng ghê gớm như vậy lại mai phục đại pháo ngay trên đường sơn đạo treo leo này, hắn nhảy xuống ngựa lớn tiếng hô bỏ hết ngựa lại tập trung hỏa lực dò đường cũ sông ra. quân la sát tới tấp xuống ngựa chờ ra cửa hang trèo lên gỗ đá vượt qua hậu đội đi hai bên vách đá nổ súng yểm hộ hỏa lực của quân la sát rất mãnh liệt tầm bắn lại xa nên chúng giết được khá nhiều thanh binh. đại pháo của quân thành cũng bắn xuống không ngớt khiến binh mã la sát máu thịt bắn lên tung tóe. Hồi 232, bạc thua cãi cối phải ăn đòn. Mấy trăm binh tướng la sát vừa bò ra khỏi đống gỗ đá thì đột nhiên nghe những tiếng đoàn đoàn vang dội từ dưới lòng đất tung lên. Bọn này người thì bị hất tung lên cao đến mười mấy trượng kẻ bị đứt đầu gãy chân, máu thịt tan tành bắn tung tóe. Tên nào may mắn chưa chết hốt hoảng bò quay trở lại. Đồ nhĩ bố thanh thấy hai mặt trước sau đều không đường rút lui đành thúc thủ vô sách một tên quan binh cực kỳ dũng mãnh dẫn mấy chục tên ở đội cảm từ trèo lên vách núi mé bắc với ý định xung sát địch quân tìm đường thông lộ chạy đi nhưng vách núi đứng dựng lại nhẵn nhụi không có chỗ đặt chân để lấy đà bọn này mới trèo lên được mấy trượng đã có hơn 10 tên rớt xuống chẳng chết cũng bị thương quân thanh ở trên đỉnh núi liệm đá đẩy lui mấy chục tên còn lại phải nhảy xuống hết bọn này bể óc chết ngay lập tức lúc này đại pháo quân thanh nổ đoàng đoàng không ngớt quân la sát chen chúc nhau trong khe núi kêu rú cực kỳ thê thảm xem chừng chỉ một lúc nữa là toàn quân phải tiêu diệt đồ nhị bố thanh liền hô lớn không đánh nữa xin đầu hàng xin đầu hàng nhưng tiếng súng nổ và tiếng binh tướng kêu la át hẳn thanh âm của hắn mấy tên quan binh đứng gần thấy chủ tướng muốn đầu hàng liền đồng thanh la lên đầu hàng đầu hàng tiếp theo bao nhiêu quân la sát đều hô đầu hàng vang dội cả vùng sơn cốc quân thanh dừng tiếng súng có người dùng tiếng la sát hô, quẳng hết súng ống đau thương, cởi bỏ y phục toàn thân. Đồ nhĩ bố thanh tức giận vô cùng la lên, chỉ quăng vũ khí, không cởi áo quần. Trong đám thanh binh lại có tiếng hô, quăng vũ khí cởi bỏ áo quần rồi ra đây uống rượu. Kẻ nào không phát y phục là tử man cơ, đồ nhĩ bố thanh lại la, nhất định không cởi bỏ áo quần. Hắn vừa dứt lời, những tiếng đoàng đoàng lại nổi lên. Quân thanh bắn súng lớn xuống, trong đoàn quân la sát, một số sợ chết tới tấp quẳng khí giới và bắt đầu thoát y. Đồ nhĩ bố thanh rút súng lục bắn chết một tên đang cởi áo. Hắn quá, tên nào cởi áo đều phải xử tử. Quân thanh bắn dữ quá, nghiêm lệnh của chủ tướng, quân la sát không lý gì đến. Chớp mắt đã mười mấy tên mình trần trùng trục trèo qua đống gỗ đá ra ngoài. Quân thanh ở hai bên sườn núi đều vỗ tay cười rộ, la lớn, cởi bỏ áo quần cho mong, cởi bỏ áo quần cho mong số binh sĩ thoát y mỗi lúc một nhiều. Đồ nhĩ bố thanh nổ súng lục liên thanh bắn chết hai tên nữa mà vẫn không ngăn cản được. Về sau cả trong đám quan binh cũng có người mình trần như nhộn bò ra ngoài. Quân thanh tạm ngưng nổ súng. Trên đỉnh núi vẫn có tiếng hô lớn muốn sống phải thoát y cho lẻ. Lúc này quân la sát không còn ý chí phân đấu. Mười phần có đến tám, chín tới tấp cởi áo tụt quần. Đồ nhĩ bố thanh buông tiếng thở dài giơ súng lục lên toan bắn vào huyệt thái dương để tự sát nhưng phó tướng đứng bên hắn đoạt lấy súng nói tướng quân làm thế không được chim ưng để hai cánh lại mới bay qua được núi cao câu thành ngữ la sát này cũng đồng nghĩa với câu non xanh còn đó lo gì hết củi đun lại nghe trong đám quân thanh có người hô bằng tiếng la sát anh em hãy lột quần áo đổ nhĩ bố thanh đi không thì ta lại nổ súng câu nói tiếng la sát này rất đúng điều Hiển nhiên là những quân La sát đã đầu hàng vâng lệnh tuyên bố. Đồ Nhĩ Bố Thanh cực kỳ phẫn nộ cơ hồ không chịu nổi, lại thấy mấy tên bộ thuộc trợn mắt lên nhìn mình tỏ ra muốn hành động bất pháp, hắn liền xoay tay rút yêu đao. Nhưng tay hắn vừa đụng vào đốc đao thì một tên quân ở phía sau nhảy sổ lại ôm chặt lấy đầu hắn. Năm, sáu tên quân nữa xô lại đè hắn xuống đất động thủ lột hết quần áo của chủ tướng rồi khiêng ra ngoài. Bọn binh tướng La sát trước đây một khắc đều ủ rũ lo âu đột nhiên thấy chủ tướng bình nhật rất oai nghiêm hà khắc mà bây giờ cũng biến thành tình trạng thảm hại này chúng không nhịn được nổi lên chàng cười hô hố trên núi dưới núi chỗ nào cũng toàn những tiếng cười vang dội tưởng chừng để khua tan làn mù thảm mây sâu cứ một tên quân la sát vừa bỏ ra là lại có hai tên thanh binh đón lấy bắt quặt hai tay chúng buộc ra sau lưng rồi áp giải đến khu bình nguyên rộng rãi cách đó chừng vài dặm đoàn quân la sát lúc ra đi là hơn hai nghìn người bây giờ trừ những kẻ bị chết và bị trọng thương không nhúc nhích được độ sáu bảy trăm tên hiện còn một nghìn tám trăm vừa quân vừa tướng đều bị trói chặt cánh khuỷu thân thể trần chuồng xếp thành đội ngũ quân thành ác giải đồ nhĩ bố thanh đến đứng trước đội quan binh la sát quân la sát thấy chủ tướng mình trần như nhộng hờ cả đít ra mấy chục tên không nhịn được phải phi cười người ta nói tiếng cười rất dễ truyền nhiễm mấy người cười trước rồi sau cả toán cùng cười hơn nghìn quan binh đều cười rộ dộ vang dội cả một vùng đổi nghĩ bố thanh tức muốn vỡ mật quay lại lớn tiếng quá lập nghiêm cười cái gì trên người hắn không còn một mảnh áo lại làm bộ oai nghiêm coi càng hoạt kê vô cùng bọn quân tướng ngày thường đối với hắn đều sợ hãi rất mực nhưng lúc này không thể nhịn cười được giữa lúc tiếng cười huyên náo bỗng nghe những tiếng đùng đùng nổi lên rồi đến tiếng trống tiếng tù và vang dội một đội quan quân bên thanh từ sau núi đi ra những quân cầm cờ xanh bầy hàng ở phương đông tiếp theo ba đội quân thanh nữa trương cờ hiệu màu hồng, màu trắng, màu lam đứng sắp hàng ở ba mặt nam, tây, bắc quây bọn quân la sát ở giữa. Quan binh la sát thấy quân thanh hoặc cầm trường thương, hoặc sử đại đao, hoặc dùng cung tên, lại có cả đội lính súng. Hàng ngũ chỉnh tề, khôi giáp rực rỡ, khi giới sắc bén, cực kỳ oai nghiêm, mà bọn chúng đều mình trần trùng trụ, càng cảm thấy bị địch quân uy hiếp. Tên nào tên ấy không dám cười nữa sắc mặt đều lộ vẻ khủng khiếp. Đội ngũ quân thanh sắp hàng đâu đấy rồi, phía sau núi nổ ba tiếng sung lớn, tiếp theo là tiếng đàn sáo nổi lên. Hai lá cờ lớn tung bay trước gió, lá cờ mé tả viết hàng chữ, phủ viễn đại tướng quân vi. Lá cờ mé hữu viết bốn chữ, lục đỉnh công vi. Mấy trăm tên quân cầm đao hộ vệ một vị tướng quân nhỏ tuổi cưỡi ngựa đi ra, vị tướng quân này đầu đội mũ chóp đỏ, mình mặc áo giáp vàng, mặt mày hớn hờ tay trái phe phẩy cây quạt lông theo điệu ra cát lượng. Tay mặt cầm ngược thanh đại đao, nghiễm nhiên như quan vân trường. Viên tướng này chính là vi tiểu bảo, gã tung người nhảy xuống rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả ba tiếng. Đây là gã bắt trước bộ điệu của Tào Tháo trong tuồng hát. Đáng tiếc bên mình gã không có người đóng trò ra hỏi một câu, sao tướng quân lại bật cười. Đồ nhĩ bố thanh đang tức giận đầy ruột không nơi phát tiết, hắn chẳng sợ hãi gì nữa vì đã gác chuyện sinh từ ra ngoài hắn lớn tiếng thoá mạ, tên tiểu quỷ Trung Quốc kia, người dùng ngụy kế bắt được ta, không đáng mặt anh hùng. Người muốn giết thì giết đi, sao còn làm nhục ta? Vì tiểu bảo vừa cười vừa hỏi lại, ta làm gì mà bảo là vũ nhục tướng quân? Đồ nhĩ bố thanh tức giận đáp ta, ta thành người thế này mà còn bảo, không phải vũ nhục ư? Vì tiểu bảo cười hỏi, quần áo của tướng quân bị ai lột ra? Gã nói câu này khiến đồ nhĩ bố thanh câm họng hắn nghĩ bụng ta bị bọn thuộc hạ bóc lột quần áo mà trách mạ tên tiểu quỷ Trung Quốc kể ra không đúng lý thực. Hắn tức giận như người điên, mặt đỏ bừng lên, xông lại định liều mạc với vi tiểu bảo. Bốn tên thân binh đi kèm vi tiểu bảo vội chĩa mũi trường thương sáng loáng nhầm vào trước ngực và dưới bụng đồ nhị bố thanh. Vi tiểu bảo hỏi, tướng quân có chịu đầu hàng không? Đồ nhị bố thanh đáp, không hàng, người bầm nát ra như tương, lão gia cũng không đầu hàng. Vì tiểu bảo cất giọng cao hỏi bọn quan binh la sát các ngươi có chịu đầu hàng không? Bọn quan binh la sát cúi đầu xuống, lẳng lặng không đáp. Vì tiểu bảo trỏ vào đội cờ trắng ở mé Tây nói, những quan binh và binh sĩ đầu hàng thì đứng qua bên đó. Bọn quan binh la sát vẫn đứng thộn mặt ra không nhúc nhích. Sự thực rất nhiều quan binh muốn đầu hàng, nhưng không thấy người nào tiến ra, nên chẳng ai dám đi trước. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, các người không ai chịu đầu hàng cả nhà bếp đông đội đầu bếp mười mấy tên ở phía sau đội thân binh nửa người trên để mình trần tay cầm tiêm đao rồi nhọn tiến lên khom lưng vâng lệnh vì tiểu bảo nhìn đồ nhĩ bố thanh nói ngày trước ta qua mạc tư khoa đã được nếm món hà thư ni khắc của nước la sát các ngươi món đó quả thật ngon lành bây giờ ta lại muốn ăn gã quay lại bảo mười tên đầu bếp các ngươi hãy làm món hà thư ni khắc mười tên đầu bếp giả ran đáp xin tuân lệnh lập tức 20 tên binh sĩ đẩy 10 cái lò sắt lớn ra. Trong lò đã đốt than hồng, bọn quan binh la sát thấy tình trạng này không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Trung vẫn chưa hiểu vị tướng quân Trung Quốc muốn giờ cho gì, vì tiểu bảo vẫy tay một cái. 20 tên thân binh liền chạy đến lôi 10 tên quân la sát lại. Vì tiểu bảo hô bằng tiếng la sát xẻo thịt bọn chúng đem nướng làm món, hà thư ni khắc. Nguyên Hà Thư Ni Khắc là món thịt xiên chả nướng trên than lửa và là một món ngon nhất của nước La Sát. Người tên đầu bếp thân thể to lớn sấn đến trước mặt người tên quân La Sát. Chúng giơ mũi tiêm đao sáng loáng lên rồi bổ xuống. Người tên quân La Sát bật tiếng rú thê thảm. Bọn thân binh đem người tên quân La Sát ra phía sau sườn núi. Máu tươi lênh láng trên mặt đất. Người tên đầu bếp tay trái đều cầm những rủi sắt sâu thịt đem vào lò nướng bọn quan binh la sát ngó thấy kinh hãi nhìn nhau bốn bề im lặng như tờ chỉ nghe tiếng than nổ lách tách cùng tiếng mỡ rót xuống lửa cháy xèo xèo vì tiểu bảo lại hô lớn lôi mười tên quân la sát khác ra làm hà thư ni khắc hai tên thân binh giả một tiếng chạy lại bắt quân la sát trong mười tên quân này bốn tên la đầu hàng đầu hàng vì tiểu bảo nói hay lắm hay lắm tên nào đầu hàng thì đưa qua bên kia bọn thân binh liền đưa hàng binh đến đứng dưới lá cờ trắng và đem rượu thịt cho ăn uống bốn tên đầu hàng rồi bọn thân binh lại kéo bốn tên khác thay vào bốn tên này thấy bọn đầu hàng khỏi chết lại được uống rượu ăn thịt còn kẻ không chịu đầu hàng bị xẻo thịt là hà thư ni khắc đều khiếp sợ vô cùng tuy chúng không nhìn rõ bọn thanh binh lóc thịt ở chỗ nào nhưng thấy toán đầu bếp cứ mắt la mày lét nhìn xuống hạ bộ mình lại càng kinh tâm động phách bất giác lớn tiếng hô đầu hàng sáu tên quân la sát lúc trước rất quật cường bây giờ cũng nhìn ra chúng không nhịn được hô theo đầu hàng đã có người dẫn đầu cuộc đầu hàng cánh quân la sát chẳng dám sinh cường mà cũng không e dè nữa liền chịu đầu hàng hết phần lớn không chờ bọn thân binh lại dẫn đi mà tự động chạy đến đứng dưới lá cờ trắng chỉ trong khoảnh khắc hơn nghìn quan quân la sát đều đầu hàng hết chỉ còn một mình đồ nhĩ bố thanh vẫn đứng sừng sững đương trường vì tiểu bảo hỏi, tướng quân có đầu hàng không? Đồ nhĩ bố thanh đáp, ta thà chết chứ không đầu hàng. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, vậy ta tha ngươi trở về thành nhã tát khắc. Gã sai hồng chiều đem 500 quân hộ tống đồ nhĩ bố thanh trở về nhã tát khắc. Đồ nhĩ bố thanh đã tưởng mình quật cường như vậy là vị tướng quân bên thanh sai đem chém đầu. Hắn không ngờ gã lại buông tha, liền nói, ngươi đã buông tha ta thì trả lại áo quần cho ta mặc vì tiểu bảo cười đáp không thể trả quần áo được gã quay lại dặn hồng triều tướng quân đưa y đến chân thành nhã tát khắc và truyền tướng lệnh của ta hãy tạm đình việc đánh thành rồi dắt vị tướng quân la sát trần trùm này đi vòng quanh trên tường thành ba lượt xong hãy thả y vào thành hồng triều lĩnh mệnh dẫn quân áp giải đồ nhĩ bố thanh đưa đi lâm hưng châu hỏi xin hỏi đại soái đã bắt được tướng la sát sao lại buông tha xin đại soái cho hay chỗ ảo diệu bên trong được chăng vì Tiểu Bảo cười hỏi lại, "Tướng quân có biết cuộc đại thắng của chúng ta bữa nay là theo kế hoạch nào không?" Lâm Hưng Châu đáp, "Đây là thần cơ diệu toán của đại soái, thuộc hạ khâm phục vô cùng." Vì Tiểu Bảo lắc đầu nói, "Không phải thần cơ diệu toán của bản soái mà là xảo kế của hoàng thượng." "Đức hoàng thượng phán bảo, ngày trước ra cát lượng thất cầm mạch hoạch là kế rất hay. Ngài dặn ta phải theo kế đó." Rồi gã hỏi, "Tướng quân đã coi vờ tuồng?" thất cầm mạch hoạch, bao giờ chưa? Dù chưa coi tuồng hát thì chắc cũng được nghe thầy đồ giảng sách rồi. Trong tích này gia cát lượng phái ngụy Diên thua liền 15 trận, bỏ bảy tòa doanh trại cho mạch hoạch cướp lấy mới dẫn dụ được hắn xông vào bàn xà cốc rồi phóng hỏa đốt cánh quân đằng giáp. Kế hoạch của chúng ta bữa nay là theo kế của Gia Cát Lượng ngày trước. Trung tướng nghe gã nói đều bái phục, vì tiểu bảo lại nói Đức Hoàng Thượng Tâm Địa Nhân Từ. Ngài bảo ra cát lượng hòa thiêu đằng giáp binh là tàn nhẫn quá đến nỗi phải giảm thọ. Nếu quân la sát chịu đầu hàng thì tha mạng cho chúng. Phó đồ thống lang thản nói, nếu không được đại soái dùng kế, hà thư ni khắc, xẻo thịt người tên quân la sát đem nướng trả khiến chúng kinh hồn táng đờm thì bọn quân la sát quật cường kia chưa chắc đã chịu đầu hàng. Diệu kế này còn hơn cả gia cát lượng, vì tiểu bảo cười nói, người tên đầu bếp đã giấu 10 miếng thịt bò sống. Chúng chỉ rạch mấy dao vào đùi bọn quân la sát cho chúng kêu rú lên. Còn thịt nướng chả là thịt bò thượng hảo. Các vị thử nếm coi mùi vị thế nào. Trung tướng đều cười ồ, vì tiểu bảo sai bọn đầu bếp đem món hà thư ni khắc bằng thịt bò thái ra cho mọi người ăn. Món này quả nhiên vừa thơm vừa mềm, ăn rất ngon lành. Trung tướng lại hỏi, đại soái bắt được tướng giặc lại tha về, phải chăng là theo phép, thất cầm thất túng, để từ nay hắn không dám phản nghịch nữa vì tiểu bảo đáp không phải đâu vụ này bản soái khi ở bắc kinh đã thỉnh thị hoàng thượng bản soái hỏi hoàng thượng là điều sâm duy thang rộng lượng khoan hồng chúng ta có nên bắt trước ra cát lượng khi tóm được nguyên soái nước la sát cũng tha hắn bảy lần không hoàng thượng đáp cái đó không được học ra cát lượng là phải học một cách linh động chứ không thể học một cách mù quáng mạch hoạch là một tù trường đất man di y tuyên bố không phản là vĩnh viễn không bao giờ tạo phản nữa còn hoàn cảnh nước La sát lại khác hẳn, những nhân vật cầm quyền nước này là Sa hoàng và nữ nhiếp chính vương. Nguyên Soái chỉ là kẻ vâng lệnh bậc quân thượng đem quân đến xâm lược bờ cõi nước ta, có thể thay đổi luôn, không chỉ định một ai. Trung tướng ngật đầu khen phải, vì tiểu bảo lại nói, thám tử về báo quân thủ thành nhã tát khắc cực kỳ hung hăng, hỏa pháo vô cùng lợi hại. Sĩ tốt của chúng ta đánh thành bị tử thương rất nhiều mà không hạ được. Tà tha cho nguyên soái la sát trở về nhưng lột trần chuồng người hắn rong đi quanh trên mặt thành ba vòng để quân la sát trong thành ngó thấy đem lòng khinh khi hắn. Nguyên soái mất hết oai phong thì về sau hiệu lệnh tất không linh nghiệm nữa. Chư tướng lại đồng thanh khen phải. Lâm Hưng Châu hỏi có phải Đức Hoàng thượng đã chỉ thị cho đại soái lột hết áo quần của tướng soái bên địch không? Vì tiểu bảo cười ha hả đáp Đức Hoàng thượng là đấng tôn nghiêm khi nào chỉ thị những điều hỗn loạn như vậy ngài chỉ bảo ta nghĩ cách làm phấn khởi ý chí của quan binh bên mình mà hủy diệt oai phong của quân tướng la sát ngài phán quân la sát vừa cao lớn đầy mình lông lá chẳng khác người man dã hỏa gái của chúng lại cực kỳ lợi hại quân ta ngó thấy hình dạng man mọi thường sinh lòng khiếp sợ phải làm mất nhuệ khí của họ là mình thắng trận dễ dàng hơn gã dừng lại một chút rồi tiếp hoàng thượng lại dặn tiểu quế tử người cũng nhiều trò khôi hài vậy tìm cách khiến quân binh bên ta từ trên xuống dưới coi thường bọn man tử là được bản soái nghĩ lùi nghĩ tới không tìm được biện pháp gì thế rồi một hôm chợt nhớ tới chuyện đánh bạc ngày còn nhỏ các tướng ngơ ngác tự hỏi chủ soái đánh bạc hồi nhỏ thì có dính líu gì đến chuyện đi đánh la sát vì tiểu bảo mỉm cười nói tiếp hồi nhỏ ta ở dương châu cùng người đánh bạc thua rồi không có tiền trả đành phải cãi xóa họ muốn đánh muốn chửi như thế nào ta cũng không sợ một lần ta đã bị họ trình rất thảm hại, người được bạc bắt ta lột hết quần áo để ta trần chuồng chạy về nhà. Lúc đi qua đường phố, ai ngó thấy cũng vỗ tay cười hô hố. Từ đó ta đánh bạc phải thận trọng hơn, các tướng nghe gã nói đều cười ồ, vì tiểu bảo lại nói, hoàng thượng dạy phép chiến đấu cần linh động, biến hóa. Ngài chỉ đưa ra những phương lược, những kế hoạch đại khái, còn lúc thực hành đi vào chi tiết thì chính ta phải huy động cân não làm cho nên việc ta nghĩ rằng ngày mình nhỏ tuổi đã sợ kẻ khác lột quần áo thì khi nào binh tướng la sát lại không sợ. Quả nhiên vừa bị lột quần một cái, bọn chúng diêu diếu đầu hàng. Các tướng đồng thanh ca ngợi, trong lòng rất khâm phục. Có người lầm bẩm phép lột quần áo trong, tôn tử binh pháp, cũng không nói đến. Vậy điều này phải kêu bằng, vi tử binh pháp, và là một điểm rất lợi hại. Vì tiểu bảo sai bọn hàng binh la sát mặc áo giáp của quân thanh vào gã lại phái một tên tham tướng dẫn 2.000 quân thanh áp giải hàng binh đến Bắc Kinh Tâu Trình Hoàng đế Hiến Công. Một vị sư gia ở trong chướng viết biểu chương Tâu về triều đình nói, phủ viễn đại tướng quân vi tiểu bảo tuân theo phương lược ngự chế của Hoàng thượng mở cờ đắc thắng. Quân là sát ngưỡng ngộ Trung Hoa Thượng Quốc, tận tâm quy thuận, thánh đức của ngô hoàng bao la thiên địa, cảm hóa man di. Tối hôm ấy vì tiểu bảo hạ lệnh mở tiệc khao thưởng ba quân sáng hôm sau gã thân hành dẫn quân đến ngoài thành nhã tát khắc chủ tướng đánh thành này là bằng xuân vào chướng bẩm báo nói hỏa pháo ở trong thành rất mãnh liệt không thể tới gần để tấn công vì tiểu bảo hạ lệnh chúng ta bắt súng lớn bắn con mẹ nó vào bằng xuân truyền lệnh ra ngoài chẳng bao lâu cả bốn mặt đông nam tây bắt súng nổ vang trời bắn vào trong thành người la sát kinh doanh thành nhã tát khắc từ lâu cách kiến trúc cực kỳ kiên cố binh tướng la sát ẩn ở phía trong thành lũy, quân thanh khai hỏa bắn sập rất nhiều phòng ốc, nhưng quân la sát vẫn kiên thủ không ra, nên thanh binh chẳng làm gì được, cuộc đánh kéo dài mấy ngày rồi. Hà hữu dẫn một nghìn dụng sĩ tiến gần lại trèo lên, nhưng súng ống ở trên mặt thành bắn xuống từng loạt. Bên thanh binh bị chết bốn, năm trăm người. Bằng Xuân thấy tình thế bất lợi liền khua chiêng thu binh. Quân La Sát đứng trên mặt thành vỗ tay reo cười lại có mấy chục tên vén quần đi tiểu xuống thái độ rất ngạo mạn. Hồi 233, vì tiểu bảo niệu xạ lộc đỉnh sơn, hắc long giang tướng quân là tát bố tố cả giận, thân hành đốc xuất quan quân đánh thành. Trên mặt thành hàng loạt súng bắn xuống, tát bố tố trúng đạn ngã ngựa, thành quân rối loạn cả lên, cửa thành mở, mấy trăm quân la sát sông ra. Lầm hưng châu dẫn đội đằng bài lăn mình dưới đất sông vào, tay cầm đại đao vung múa quân la sát vội tung mình nhảy lên né tránh đội quân đằng bài này do lâm hưng châu ra tay huấn luyện phép địa đường đao pháp cực kỳ thuần thục bọn chúng lăn mình dưới đất tay trái cầm đằng bài che đỡ súng đạn bên địch tay mặt vùng đại đao chém vào chân quân la sát đồ nhĩ bố thanh thấy tình thế bất lợi vội hạ lệnh thu binh lâm hưng châu cứu tát bố tố đưa về tát bố tố bị trúng đạn ở chán may chưa vào tới óc hắn bị thương rất nặng nhưng không nguy đến tính mạng trận này cả hai bên cùng tổn thất, có điều quân thanh bị tử thương nhiều hơn. Vì tiểu bảo đã đưa quân y đi theo, liền cho tát bố tố ở trong chướng trị thương và trọng thưởng Lâm Hưng Châu. Gã hạ lần lui binh 20 dặm hạ trại tối hôm ấy vì tiểu bảo ở trong chướng hội họp chư tướng, thương nghị kế hoạch đánh thành. Có người nói bữa nay quân đằng bài đã lập được công lớn. Vậy sáng mai lại khiêu chiến dẫn dụ bọn quỷ la sát ra ngoài thành rồi huy động quân đằng bài chém quân giặc có kẻ bàn, quân địch đã mất hết nguyện khí, e rằng chúng không dám xuất chiến. Chi bằng đắp lũy cao bốn mặt vây hãm cho chúng chết đói. Lại có người bày kế, nên đào đường hầm tiến quân vào thành tấn công. Theo địa đạo đánh thành nguyên là kế hoạch từ xưa của Trung Quốc. Câu này nhắc nhở vi tiểu bảo nhớ tới trong thành nhã tát khắc đã có đường hầm. Nguyên năm trước gã ôm tô phi á công chúa thân thể lõa lồ dưới địa đạo, nhưng hiện nay nàng đã thành nhiếp chính nữ vương địa vị rất tôn quý, trong tay nắm đại quyền về quân chính của nước La Sát, mà gã lại đang đánh nhau ở đây với bộ hạ của nàng. Bất giác gã lầm bẩm giả tỷ nàng chỉ huy binh tướng ở trong thành nhã tát khắc thì ta theo địa đạo chuồn vào bò lên giường nàng đề sơ. Một ta sờ, hai ta sờ, sờ vào tấm thân mềm nhũn của nàng, tất nàng phải chịu đầu hàng. Các tướng nghị luận một hồi thấy vi tiểu bảo trầm ngâm không nói, miệng lại tùm tìm cười thì cho là gã đã nghĩ ra diệu kế, nên ai nấy thảy đều im tiếng, lặng lặng chờ đợi nghe lệnh của đại soái. Ai mà biết được trong lòng gã lúc này đang nghĩ tới chuyện sờ soạng vào da rẻ đầy lông lá của nàng Tô Phi Á, bỗng thấy cặp mắt gã nửa nhắm nửa mở, miệng làm nhàm, hỏng bét, không tiêu được, các tướng ngơ ngác nhìn nhau. Bỗng nghe đại soái nói, con mẹ nó, mình bị phát đá từ trên giường rớt xuống. Trung tướng cũng chẳng hiểu ra làm sao, vì tiểu bảo lại nói nước là sát tuy lợi hại, nhưng rồi lão gia sẽ có biện pháp đối phó. Bằng Xuân nói theo, đại soái nói phải lắm, bọn quỷ la sát dù lợi hại đến đâu, chúng ta cũng có cách đối phó. Vì tiểu bảo giật mình mở bừng mắt ra hỏi, chúng ta nào, người cũng có đến đó ư, nhưng rồi gã tỉnh ngộ ngay cười ha hà nói, phải rồi. Phải rồi, đường địa đạo đó hẹp quá chỉ lọt một người đi vào mà cửa hầm lại ở trong phòng tướng quân chắc hiện nay họ vít chặt rồi, chúng ta nên đào đường khác là hơn. Các tướng lại càng mờ mịt, chẳng hiểu chi hết. Vì tiểu bảo đứng dậy nói, kế hoạch của các vị tướng quân đều tuyệt diệu. Những cửa thanh long, bạch hổ, thiên môn của chúng ta đều ăn thông hết. Sáng sớm mai chúng ta chia nhau đôn đốc đắp thành bao vây, đào đường hầm, đồng thời nổ súng lớn dẫn dụ bọn la sát xuất chiến, để quân đằng bài lăn vào chém chân bọn quỷ sứ các tướng thấy kế hoạch của mình đề nghị đều được đại soái thu dụng, ai nấy hoan hỉ lui ra. Hôm sau, trời chưa sáng rõ, các tướng đã dẫn bọn bộ thuộc chia nhau hành động. Bằng Xuân Đốc xuất binh lính đắp tường đất bao vây, lang thản chỉ huy đội phóng pháo, hà hữu đôn đốc việc đào đường hầm. Hồng Triều dẫn 500 quân đã học được ít tiếng la sát của bọn hàng binh về những câu chửi bới, đến chân thành lớn tiếng thoá mạ. Đáng tiếc là người la sát hủ lậu kém văn chương rất ít từ ngữ thóa mạ, thanh âm của binh lính tuy vang rồi nhưng hàm nghĩa rất bình thường. quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu. ngươi là con heo thối tha, ngươi ăn phân không biết thối. những lời thóa mạ của nước La Sát so với Trung Hoa thật còn kém xa, làm gì có chuyện biến hóa vô cùng. vì Tiểu Bảo nghe một lúc rồi phát ngán. bọn quân La Sát hôm qua đã nếm mùi chặt chân đau khổ, lại thấy quân thanh thế mạnh, quả nhiên kiên thủ không ra chúng ẩn mình ở sau tường để chửi lại. Quân thanh nổ súng bắn vào thành, nhưng không gây được tổn hại đáng kể. Nên biết thời bấy giờ nhồi hòa dược vào nòng súng rồi đốt lửa để bắn đạn sắt đạn trì. Ai bị trúng đạn trực tiếp mới bị bong gân gãy xương, còn đạn rơi xuống đất thì không sao. Đâu có được như đời sau một phát đạn nổ sát thương rất nhiều người. Trăm họ ở quanh vùng này đã bị quân la sát tàn hại mười mấy năm. Nhà tan người chết không biết bao nhiêu mà kể này họ được tin hoàng thượng phái binh đến đánh bọn quỷ la sát ai nấy mừng rỡ như phát điên kẻ đem cơm rượu úy lạo ba quân người đem quang ngánh thủm quốc giúp việc đào đất đắp lũy bao vây tin tức truyền đi rất mau chóng cả nhân dân ở ngoài mấy trăm dặm cũng đến trợ lực cuộc tấn công đồ nhĩ bố thanh lên mặt thành nhìn xuống thấy người đông như kiến cỏ hăm hở đào đất đắp lũy bao vây ngoài thành mỗi ngày một cao cứ tình thế này thì quân la sát sẽ bị vây hãm đến chết hắn chỉ mong thành ni bố sở ở phía tây phát binh cứu viện, nội ngoại giáp công mới có cơ thủ thắng. Ngửa đâu vua Khang Hy đã tiên liệu chuyện này, chỉ thị cho một đội kỵ binh kéo đến giả vờ tấn công thành ni bố sở để cầm chân. Tướng thủ thành ni bố sở cũng mong đồ nhị bố thanh đem quân đến cứu viện. Súng ống la sát vừa mạnh vừa bắn xa khiến quân thanh không dám tiến vào gần tấn công. Thành nhã tát khắc lại dùng làm căn cứ địa của quân la sát để tiến về phía đông, nên được gia cố rất vững vàng. Người la sát hoài bão dã tâm rất lớn, chuẩn bị chiếm cứ giải đất rộng mông minh ở miền Hắc Long Giang và Trung Hoa Giang rồi sẽ tràn xuống phía nam, mưu đồ lấy cả Trung Quốc sát nhập vào nước la sát, khiến mấy trăm triệu người trở thành nông nô cho chúng. Tường thành nhã tát khắc rất kiên cố, trong thành đạn dược đầy đủ, lương thảo chất thành non. Dù phải cố thủ mấy năm cũng không lo thiếu thốn, ngoài ra chúng còn đào giếng sâu để giải quyết vấn đề nước uống. Đồ nhĩ bố thanh sợ người Trung Quốc ở trong thành nổi loạn để làm nội ứng, nên lôi hết lên mặt thành giết chết, rồi quẳng xác xuống. Người Trung Quốc ở ngoài thành thấy vậy vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng thoá mạ. Hiện thời đường địa đạo đã đào đến bên thành, vì tiểu bảo nghĩ tới núi Lộc Đình là chỗ long mạch phát tích đế nghiệp của nhà Thanh. Nếu đào đường là tổn thương long mạch, nguy hại đến tính mạng nhà vua là một điều không ổn gã liền hạ lệnh không được đào đường hầm tiến thẳng vào trong thành, mà chỉ đào men theo chân tường rồi đặt chất nổ phá thành cho đại quân xông vào. Không ngờ một hôm trong thành có mấy chỗ nước giếng vọt lên. Đổ nhĩ bố thanh chuyên nghề dụng binh được tin báo, hắn suy nghĩ rồi đoán biết địch quân đào đường hầm chúng phải mạch nước mới có hiện tượng này. Hắn liền suy đoán phương vị, đặt chất nổ trên đường địa đạo rồi châm ngòi cho nổ tung. Hơn trăm quân thanh bị chết dưới địa đạo và đường hầm cũng bị vít lại việc đánh thành nhã tát khắc không thể hạ được trong một thời gian ngắn, khí trời lại mỗi ngày một thêm khá lạnh. Ở miền cực Bắc này, tới mùa thu khí hậu đã hàn lạnh phi thường. Sang mùa đông nước đóng thành băng, người nào bất cần một chút hay phòng vệ không được chu đáo là lỗ mũi lỗ tai nước đọng nghẹt cứng. Còn chân tay cóng lại rồi bị hù nát là chuyện thường. Mấy ngày trời xuống tuyết lớn, chăm họ đến giúp cuộc tấn công không chịu nổi phải từ biệt quan quân trở về để chờ mùa hạ, sang năm tuyết tạnh băng tan sẽ trở lại trợ lực. Mọi người còn khuyên quan quân lui về phía nam để tránh giá lạnh nơi băng thiên tuyết địa. Bọn Tát Bố Tố, Lang Thản đã đóng quân lâu ngày ở miền Bắc, đều biết cục diện mùa đông rất nguy hiểm. Nếu đêm đến gặp Hàn Trào thì quan binh bị chết rét phân nửa là sự thường. Quân La Sát ở trong phòng đã có tường vách ngự hàn, nên đỡ phần giá lạnh còn quân thanh ở doanh trại ngoài hoang dã muốn đốt lửa sưởi cũng không được, vì tiểu bảo buồn dầu nghĩ thầm, Đức Hoàng thượng phái ta dẫn quân Bắc Trinh mà không hạ nổi một tòa thành đã phải lui binh thì thật là đồ vô dụng. Gã do dự mấy bữa thủy chung không tìm được chủ ý gì thì bộ tướng và báo mấy chục thương binh không chịu nổi giá lạnh chết cóng rồi. Vì tiểu bảo đang chán nản bỗng có thánh chỉ đưa tới. Vua Khang Hy Ban Thượng Dụ nói, phủ viễn đại tướng quân vi tiểu bảo ra quân đắc lợi thật đáng khen thường nay đã phái hàng tướng La Sát mang sắc thư của nhà Đại Thanh đến Mạc Tư Khoa tuyên dụ cho quốc vương La Sát bãi chiến lui binh để hai nước vĩnh viễn hòa hảo. Hiện nay tiết trời giá lạnh, binh tướng lao khổ, nằm băng dại tuyết, khiến lòng chấm không khỏi đau thương. Vậy vì tiểu bảo lui quân về phía nam đóng ở hai thành Ái Huy và Hô Mã Nhi để sĩ tốt nghỉ ngơi điều dưỡng. Nếu sang xuân quân La Sát vẫn ngoan cố không chịu hàng phục sẽ hạ lệnh tiến binh đánh dẹp. Này ban cho phủ viễn đại tướng quân cùng quan binh dưới trướng từ đô thống, phó đô thống trở xuống đều được dự phần y phục, kim ngân tử thực. Các tướng hãy thể theo ý chấm, thương xót ba quân, chớ có tham công tốc chiến để sĩ tốt và nhân dân phải chịu gian lao, giá lạnh. Cuộc bắc trinh của Vương Sư Nguyên vì mục đích bảo vệ nhân dân mà binh sĩ cũng là nhân dân vậy. Khâm thử, vì tiểu bảo cùng các tướng tiếp chỉ tạ ơn. Các tướng đều biết Đức Vạn Tuế thương yêu tướng sĩ ơn đức bao la. Có điều mọi người nghĩ tới bây giờ triệt binh bỏ giờ cuộc bao vây không khỏi uổng phí tiền công, nên trong lòng hối tiếc, quan khâm sai truyền chỉ dụ đến các doanh trại ban thường ba quân, Dị tốt hoan hỉ gieo hò như sấm dậy. Hôm sau, vi tiểu bảo hạ lệnh cho tát bố tố dẫn binh rút lui trước. Gã lại sai Hà Hữu và Lâm Hưng Châu lĩnh binh đoạn hậu. Nếu quân La Sát kéo ra đuổi theo thì phải đánh giết chúng tơi bời hoa lá quân la sát thấy thanh minh triệt thoái trong thành gieo hò vang dội cả góc trời mấy trăm tên quân la sát đứng trên mặt thành đi tiểu xuống vì tiểu bảo tức quá cũng hạ lệnh cho sĩ tốt nhất tề ngó lên thành mà đi tiểu trên thành dưới thành tiếng cười hô hố pha lẫn với tiếng thoá mà náo loạn cả lên có điều quân la sát ở trên cao đi tiểu xuống thì được còn quân thanh ở dưới không thể bắn nước tiểu lên thành đành là chịu thua mé tường thành chỗ nào cũng có nước tiểu mà gặp gió lạnh chỉ trong khoảnh khắc đã đóng lại thành một mừng vang khe. Vì tiểu bảo nổi tính trẻ nít, không chịu được cái tức này. Gã trỏ lên mặt thành chửi cha chửi mẹ quân la sát. Quan khâm sai liền tìm lời khuyên giải nói quân la sát chẳng khác gì bầy dã thú. Đại soái bất tất phải chấp với chúng. Vì tiểu bảo đã không được, mình thua là mất thể diện. Gã hạ lệnh lấy vòi rồng đến. Vòi rồng là đồ dùng cứu hỏa dĩ nhiên quân đội phải đem theo đề phòng khi chữa lừa bọn thân binh kéo mười mấy cái vòi rồng đến vì tiểu bảo sai chúng bắc lên mặt lũy hiện thời nước sông đóng lại thành băng không thể dùng được gã liền sai hòa phu bắc những nồi lớn lên đun cho băng chảy ra rồi đổ nước nóng vào vòi rồng vì tiểu bảo lại vén quần đi tiểu vào nước nóng và hạ lệnh cho thân binh các ngươi hãy tụt nước lên thành Bọn thân binh thấy chủ soái nghĩ ra được diệu kế liền hăm hở huy động vòi rồng phun nước nóng lên mặt thành. Bọn thân binh vừa tụt nước vừa hô vì đại soái ban nước tiểu cho bọn quỷ la sát các ngươi giải khát. Nước nóng bắn vào, quân la sát kêu la, thoá mạ ầm ĩ và tới tấp né tránh. Các tướng có người lầm bẩm nhộn quá, có người muốn lấy lòng đại soái đứng lên gieo hò để trợ oai. Nhưng trời lạnh quá nước trong vòi rồng chỉ sau giây lát đã đóng thành băng cứ phải đổ nước nóng hoài. Vì tiểu bảo thấy mình thắng được một trận chiến đấu bằng nước tiểu, trong lòng rất cao hứng, mình lại tự khen mình ra cát lượng hòa thiêu bàn xà cốc, vì tiểu bảo niệu xạ lộc đỉnh sơn. Cả hai vụ đều oai phong chẳng kém gì nhau, đột nhiên hai mắt gã trợn ngược, ngơ ngẩn xuất thần. Hắn quát một tiếng lớn rồi nhảy lên cười ha hả hô, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu. Phó đô thống là lang thản đứng bên ca tụng một bầu nước tiểu của đại soái đủ làm cho bọn quỷ la sát phải chùn nhụt nhuệ khí. Vì tiểu bảo lại sai đánh trống triệu tập trung tướng vào trong chướng hỏi, trong doanh trại chúng ta cả thầy có bao nhiêu voi rồng, tên tham tướng phụ trách quân nhu đã khải bẩm đại soái tất cả có 18 bộ. Vì tiểu bảo trao mày hỏi, ít quá, ít quá, sao không mang nhiều đi, tham tướng dạ một tiếng, hắn nghĩ bụng quân doanh thất hỏa chẳng phải là chuyện thường xảy ra. 18 bộ vòi rồng đủ dùng rồi. Vì tiểu bảo hỏi ta cần dùng 1.000 bộ vòi rồng. Bây giờ sai người đi trưng dụng ở các thành thị lân cận thì bao giờ mới có đủ. Nơi đây là biên thủy cực bắc, đất rộng người thưa. Thành thị gần nhất cũng xa tới mấy trăm dặm. Thị trấn lại nghèo nàn, lèo tèo chỉ mấy trăm nhà, chứ không sầm uất như ở Trung Nguyên. Tại thị trấn chưa chắc đã có vòi rồng, muốn trưng tập nghìn bộ thì nhất quyết không sao tìm đủ được tên tham tướng vẻ mặt đăm chiêu đáp khải bẩm đại soái ở quan ngoại mà muốn kiếm đủ một nghìn bộ vòi rồng thì e rằng không sao có đủ vậy phải tiến vào quan ải đến bắc kinh thiên tân thu thập và chuyển vận tới đây vì tiểu bảo tức giận nói thối lắm từ đây trở về bắc kinh thiên tân lấy được vòi rồng đưa tới mất bao nhiêu ngày giờ việc đánh nhau là phải thần tốc nửa ngày còn không chậm được tên tham tướng vâng dạ luôn miệng hắn sợ hãi thất sắc than thầm, phen này thì cái đầu ta đến phải lìa khỏi cổ mất. Quan khâm sai ngồi bên không nhịn được liền khuyên giải, đại soái Quý niệu đã bắn lên mặt thành của người la sát rồi. Cái đó, cái đó quý ở chỗ tinh vi chứ không cần nhiều. Chúng ta đã thắng một trận rồi. Theo ngu kiến của tiểu đệ thì giặc đến bước đường cùng không nên, bắn theo nữa. Vì tiểu bảo lắc đầu đã không được, phải đủ một nghìn vòi rồng mới làm nên đại sự. Viên khâm sai bụng bảo dạ, gã này làm đại soái mà rắc rối quá chừng. Vụ bắn nước tiểu để tranh hơi, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút thì không tổn thương gì đến đại thể, đâu có thể mở cờ giống trống làm trò vô vị. Thiếu niên hoàng đế ưa dùng tướng quân nhỏ tuổi, quân thần họ ý hợp tâm đầu nên người ngoài không dám nói nhiều. Nhưng gã đùa dai thái quá chẳng còn ra thể thống gì nữa, tất không tránh khỏi bị thiên hạ chê cười. Y muốn đưa lời khuyên giải bỗng nghe vi tiểu bảo hỏi, các vị tướng quân, vị nào nghĩ ra được diệu kế gì điều động đến đây ngay lập tức một hai nghìn cỗ vòi rồng để dùng chăng? Đây là một công lao rất lớn. Bằng Xuân hỏi lại, xin hỏi đại soái phải chăng đại soái muốn dùng một nghìn vòi rồng để, để bắn nước tiểu lên thành? Vì tiểu bảo cười đáp, nếu chúng ta có đủ nghìn vòi rồng mà dùng vào việc bắn nước tiểu lên thành thì lấy đâu ra được nhiều nước tiểu như vậy? Bản soái tưởng cả trăm vạn nhân mã đi tiểu cũng không đủ dùng bằng xuân cười nói đúng thế thuộc hạ thật là ngu muội xin đại soái chỉ thị cho vì tiểu bảo cười hỏi vừa rồi bản soái thấy quý niệu của bản soái bắn lên mặt thành lập tức đóng lại thành băng nếu chúng ta dùng một vài nghìn cỗ vòi rồng suốt ngày thâu đêm bắn nước nóng lên mặt thành thì sẽ ra sao trung tướng sửng sốt một chút rồi những người đầu óc linh mẫn nổi lên hoan hô về sau ai cũng vỡ lẽ tiếng reo hò như sấm động trong doanh trướng trung tướng hô lớn, diệu kế chân diệu kế, nước tràn nhã tát khắc, băng đóng lộc đỉnh sơn. Sau một lúc, tiếng hoan hô dừng lại, có người nói, dù phải đến Bắc Kinh, thiên tân lấy một nghìn vòi rồng cũng phải ra sức đi suốt ngày đêm vận tải đưa về đây. Lập tức mấy tên phó tướng, tá lãnh tự nguyện tận tâm kiệt lực và xin lệnh đi trưng tập vòi rồng, hồng chiều chức vị thấp kém đứng ở hàng sau cùng, bây giờ mới khom lưng lên tiếng, khải bẩm chủ soái mạt tướng xin đưa ra ý kiến nông cạn để chủ soái định đoạt. Vì tiểu bảo đáp tướng quân có ý kiến gì cứ nói ra. Hồng Triều nói mạt tướng là người ở Phúc Kiến, làng mạc nghèo nàn không làm nổi vòi rồng. Khi hương thôn phát hỏa, nhân dân liền dùng ống thụt bằng tre để chữa cháy. Thứ ống thụt này chỉ cần dùng một cây bương lớn đục cho rỗng ruột. Một đầu khoan lỗ nhỏ bằng đồng tiền, còn một đầu lắp khúc gỗ vừa khít. Khi cứu hỏa thì dùng đầu có lỗ nhỏ xuống nước, kéo mạnh khúc gỗ lên hút nước đầy vào ống tre. Tiếp theo đẩy mạnh khúc gỗ để bắn nước vào chỗ lửa cháy. Vì tiểu bảo ồ lên một tiếng rồi suy nghĩ cách làm ống thụt. Hà hữu nói, khải bầm chủ xoái, ống thụt này muốn làm lớn nhỏ thế nào cũng được. Hồi ti trước còn nhỏ thường cùng bạn bè dùng ống thụt nước bắn nhau chơi. Trò này rất thú vị, y dừng lại một chút rồi tiếp, đáng tiếc giải đất này không có giống tre bương thật lớn để làm ống thụt đựng nhiều nước thứ tre này phải qua sông Trường Giang mới có nhiều. Vì tiểu bảo lại hỏi Hồng Triều, tướng quân còn có biện pháp nào không? Hồng Triều đáp mà tướng nghĩ rằng, nơi đây tuy không có trúc lớn nhưng rất nhiều cây tùng cây sam. Chúng ta chặt nhiều cây lớn khoét ruột đi có thể làm thành ống thụt nước. Vì tiểu bảo nói, muốn khoét ruột cây súng lớn đâu phải chuyện dễ dàng. Một tên phó tướng họ ban xuất thân là thợ mộc ở sơn Tây Tiến Già Đáp khải bẩm chủ soái vụ này không khó khăn gì trước hết lấy cưa xẻ dọc cây gỗ lớn ra làm hai nửa mỗi nửa khoét ruột rỗng thành hình bán nguyệt bào cho nhẵn rồi lắp hai nửa vào thì thành cái ống tròn rỗng ruột khi lắp hai nửa muốn cho đẹp thì dùng khâu sắt đóng vào bằng làm sơ xài thì chỉ đóng đinh sắt cũng được vì tiểu bảo cả mừng reo lên tuyệt diệu thật là tuyệt diệu rồi gã hỏi là một cây ống thụt lớn như vậy phải mất bao nhiêu thì giờ Bàn phó tướng đã tiểu tướng tự mình ra tay thì một ngày có thể xong một cây làm cả đêm thì được hai cây vì tiểu bảo cho mày nói chậm lắm chậm lắm tướng quân đến khắp doanh trại tìm kiếm những tay trợ thủ cần thật đông người làm tướng quân đóng vai sư phụ dạy cho các đồ đệ khởi công tức khắc gã dừng lại một chút rồi tiếp vụ này chỉ cần làm cho được việc chứ có phải tân nương từ về nhà chồng đâu mà làm đồ đẹp cũng chẳng phải tài chủ đóng quan tài cần làm cho kỹ vỏ cây làm ống thụt cũng không cần đến nữa chỉ cốt sao bắn nước lên thành là được, gã lại lớn tiếng hô, "Chư tướng, chúng ta lập tức động thủ, phạt mục làm ống thụt Trung tướng được lệnh liền dẫn quân bộ thuộc vào rừng đốn cây phạt mục. Hồi 234, hạ thành không mất một tên quân. Bên ngoài quan ải, khắp nơi mọc đầy những cây tùng, cây sam. Cả một dải ven sông ngạch nhĩ cổ lạp chi chít rừng rậm. Cây cao ngất trời hàng trăm năm không biết bao nhiêu mà kỳ quân thanh phát động không đầy nửa ngày đã đốn được mấy ngàn cây lớn binh sĩ trong quân có hơn trăm tên nguyên là thợ mộc được ban phó tướng điều động khởi công hắn lựa thêm bốn năm trăm quân khéo tay giúp việc chế tạo ống thụt ngay đêm hôm ấy chính ban phó tướng là một cây kiểu mẫu cây ống thụt này đường kính hai thước dài hơn một trường đầu ống thụt lắp khúc gỗ để nằm ngang sáu tên quân chia ra đứng hai bên nắm quai khúc gỗ này thụt ra thụt vào ống thụt hút nước nóng vào rồi ban phó tướng hạ lệnh cho sáu tên quân hết sức xô đầy khúc gỗ nằm ngang để bắn nước nóng ra xa được hai trăm bộ vì tiểu bảo coi diễn thử trầm trồ khen ngợi gã nói cái này không phải là ống thụt mà là súng bắn nước gã ngẫm nghĩ nói tiếp chúng ta phải giặt cho nó một cái tên kêu bằng bạch long thủy pháo gã lấy vàng bạc khao thưởng ban phó tướng và quân binh chế tạo thủy pháo đồng thời gã đốc thúc binh tướng làm việc suốt ngày đêm đồ nhĩ bố thanh thấy quan thanh đã rút lui rồi quay trở lại liền lên mặt thành quan sát hắn ngó thấy trong trại binh xếp từng đống gỗ rất lớn nghĩ thầm bọn man từ trung quốc đốn nhiều gỗ thế kia là để làm củi đốt lửa sưởi ấm chắc bọn chúng ở lại vây thành không rút lui nữa rồi hắn lẩm bẩm hư chỉ nửa tháng nữa là gió to tuyết giữa ta thử coi bọn ngươi có chịu nổi không dù các ngươi đốt bao nhiêu củi lửa cũng chẳng thể cản được âm phong hàn khí ở trong vòng địa ngục này tiết ra. Hắn trở về doanh trướng sai thân binh đốt lò lửa, rót thư rượu mạnh la sát ra uống, lại gọi hai thiếu nữ Trung Quốc bắt được từ trước vào trướng hầu rượu. Bên này bọn bằng xuân, hà hữu sai kỵ binh thu lượm nổi đồng, chảo gang của trăm họ để lại trong mấy dặm vuông vào một chỗ. Chúng lại sai binh sĩ đào đất làm bếp, Cùi khô cùng băng tuyết xếp thành từng đống cao như những trái núi nhỏ. Bao nhiêu bạch long thủy pháo đều dùng cành cây che lấp để bọn quân la sát khỏi phát giác. Đến ngày thứ 9, ban phó tướng báo cáo đã chế tạo được 3.000 bạch long thủy pháo. Hôm sau là ngày hoàng đạo, vì tiểu bảo thăng trướng từ giờ mão. Gã nổi trống tụ tập trung tướng rồi hạ lệnh khiêng hết thủy pháo đặt lên mặt lũy. Miệng súng nằm hướng vào thành nhã tát khắc trong quân hiệu trống và tù và nổi lên inh ỏi. Súng nổ đoàn đoàn liền chín phát, tướng sĩ các doanh trại nhất tề động thủ khuân băng tuyết bỏ vào nồi đồng trào gang và đốt lửa đun lên. Đồ nhĩ bố thanh đang trùm chăn ngủ kỹ chợt nghe ngoài thành pháo nổ dâm trời. Hắn hốt hoảng bổ dậy, vội vã mặc quần áo, bên ngoài khoác áo cừu, rồi lật đật lên mặt thành quan sát. Lúc này gió to tuyết dữ, bầu trời ảm đạm, đồ nhĩ bố thanh chỉ nhìn thấy lờ mờ trên mặt tường lũy. Quân Thanh đặt đầy những cây gỗ lớn mà không hiểu để làm gì. Đồ Nhĩ Bố Thanh còn đang nghi hoặc, bỗng nghe quân Thanh lớn tiếng reo hò, uy thế tựa trời long núi lở, đột nhiên mấy ngàn cây gỗ lớn phun nước ra. Cả bốn mặt tám phương đều bắn nước vào thành, Đồ Nhĩ Bố Thanh cả kinh, bỗng hắn thét lên một tiếng, uy thế, một làn nước nóng bắn trúng ngực hắn. Tiết trời lạnh quá, nước nóng bắn tới nơi nhiệt lực đã giảm sút rất nhiều, nhưng Đồ Nhĩ Bố Thanh chân không đứng vững lảo đảo người đi rồi ngã quay ra. Bọn thân binh đứng bên vội lại đỡ hắn dậy, bốn mặt tiếng quân gieo hò pha lẫn với tiếng ảo ảo lướt qua trên đầu bọn quân la sát. Chúng ngừng mặt lên nhìn tưởng chừng đoàn Bạch Long đang phun tên nước vào thành. Chỉ trong khoảnh khắc, trên thành nhã tát khắc bao phủ một làn mù mịt mờ do hơi nước gặp khí lạnh gây ra. Đồ nhĩ bố thanh ruột rối như mớ bỏng bong, trong lòng cực kỳ sao xuyến hắn lớn tiếng la, bọn man từ Trung Quốc lại dùng yêu pháp rồi. Hắn thấy nước từ trong cây lớn phun ra rất lấy làm kỳ và cho đây là bên quân thanh thi triển yêu pháp, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong lúc hoang mang, đồ nhĩ bố thanh hô lớn, các người phải nổ súng, đừng để bọn man từ Trung Quốc xông lên mặt thành. Nhưng từ hôm hắn bị vi tiểu bảo lột trần chuồng rong đi trên mặt thành ba vòng, uy tín hắn bị tổn thương rất nhiều. Trước kia, một khi hắn phát hiệu lệnh là bọn thuộc hạ đều tuân theo giam giáp, mà lần này chúng tỏ ra uy oải, lơ là. Có điều quân la sát thấy thanh binh vây thành đánh giáp, chúng sợ thành vỡ tất không thoát chết mà phải cố sức phòng thù. Lúc này chúng thấy tình thế biến đổi bất ngờ, mấy nghìn thủy pháo bắn tên nước vào thành, bỏ chạy tán loạn, chẳng còn ai nhìn đến chủ tướng nữa, may mà quân thanh chỉ bắn nước lên chứ không thừa cơ đánh thành. Bình tướng la sát hoang mang một lúc, vừa bình tĩnh được một chút, lại thấy dưới đất nước đóng thành băng. Trên đầu từng cây cột nước như rót vào đổ xuống ầm ầm. Bao nhiêu đàn ông Trung Quốc ở trong thành nhã tát khắc đã bị quân la sát giết sạch sành xanh. Chúng chỉ lưu lại bọn phụ nữ ít tuổi làm doanh kỹ để chúng gian dâm thủ lạc. Ngoài bọn quân tướng la sát trong thành chỉ có những quan văn do mạc tư khoa phái đến, hoặc những giáo sĩ truyền giáo, hay những người thương mại đi theo trong quân để bán hàng. Bọn này nghĩ rằng cuộc đông tiến là một dịp đại phát tài, nên rất nhiều quân trộm cắp trà trộn vào. Chỉ trong khoảnh khắc, người nào người nấy ướt như chuột lột. Ban đầu nước còn hơi ấm, nhưng sau một lúc áo ướt bắt đầu kết lại thành băng. Quân dân thấy vậy kinh hãi vô cùng, tới tấp cởi áo tụt dày. Nên biết áo ướt một khi đóng thành băng là dính liền vào da thịt, mà ngón tay mọi người giá lạnh cứng đơ, không còn sức để cởi nữa. Dù có bạn giúp đỡ, cũng chỉ thọc tay vào xé rách áo quần mới lôi ra được. Như vậy vẫn nguy hiểm vô cùng, nước đọng dưới đất đóng lại mỗi lúc một cao, trên mặt đất bầy nhầy trơn như mỡ đổ, bọn người la sát tụt bỏ hết giày dép, chỉ còn chân không dẫm lên băng giá lạnh thấu xương. Chúng không chịu nổi, hai chân nhảy lên như cào cào, miệng kêu la, lạnh đến chết người, lạnh đến chết người, mọi người tới tấp chạy lên chỗ cao để tránh nước đọng. Có kẻ liều lĩnh bò lên nóc nhà bỗng trong đám đông, một người hô lớn, đầu hàng đi, đầu hàng đi, nếu không đầu hàng là chết sạch đến nơi bây giờ, đồ nhĩ bố thanh mình khoác áo cừu, tay trái cầm dù. Hắn cưỡi trên lưng con ngựa lớn, đầu cao nêu nghiện, đi lại tuần tiều, vừa nghe tiếng hô, đầu hàng, liền nổi giận quát tháo, kẻ nào ở trong này làm náo loạn quân tâm, bọn gian tế rồi, phải bắn chết đi, mọi người thấy hắn khoác áo ra cửu chống được nước, trong mình vẫn ấm áp. Mới đi lại diễu vọ xương oai xung quanh hắn toàn là quân dân mình trần trùng trục bị khí lạnh hành hạ còn thiếu chết đi sống lại, ai cũng đem lòng căm phẫn. Giữa lúc ấy, một người cúi xuống lượm khối băng dưới đất, nhắm đổ nhĩ bố thanh liệm tới. Đổ nhĩ bố thanh liền dưa súng lục lên bắn vào đám đông, đẹt đẹt, hai phát. Lập tức hai người ngã lăn ra chết, những người đứng kế bên thấy thế càng cáu giận, đều lượm mảnh băng ném vào hắn loạn lên. Lại có người nhảy sổ tới lôi hắn xuống ngựa bọn vệ binh múa đao chém giết cũng không cản trở được. Đang khi náo loạn, một đội kỵ binh chạy tới, bọn loạn dân la sát mới bị giải tán. Đồ nhĩ bố thanh lồm cồm bò dậy, giữa lúc ấy, trên đầu hai tia nước rót thẳng vào khiến toàn thân hắn ướt đầm. Hai chân nhảy loạn lên, đồ nhĩ bố thanh lớn tiếng thóa mạ, đồng thời bọn vệ binh giúp sức cởi áo tụt dày. Quân thanh bắn thủy pháo có lúc nước dựng lên như cây cột, có luồng phun ra tàn mát như thủy châu trên mặt thành lại từ hồ mưa rào đổ xuống. Có tia nước bắn lên cao, có tia bắn thấp hơn văng trúng vào người. Nên biết những thủy pháo này chế tạo một cách rất thô sơ. Có cây luồng lực đạo bắn đi xa, có cây xạ trình rất gần. Lại có nhiều cây chỉ bắn mấy lần ống súng đã bể nát làm bị thương khá nhiều. Pháo thủ, bên thanh, 3.000 cỗ thủy pháo bắn trong vòng hơn một giờ, đã có 6-700 cây bị hư hại. Mặt khác, việc đun băng tuyết tan thành nước nóng chậm hơn không đủ cung ứng cho thủy pháo. Về sau, đạn dược, tiếp ứng không kịp, quân thành thấy tình trạng quân la sát trong thành tất tuổi khôn đốn, chúng đứng trên mặt lũy gieo hò như sấm dậy. Một số đông lại cất tiếng nam giọng bắc ca hát dâm ran. Trong đám này có cả vi tiểu bảo cử bài, thập bát mô, một ta sờ, hai ta sờ. Bằng Xuân cùng các tướng lật đật trong việc chỉ huy đội pháo binh ban phó tướng cũng cực nhọc điều động bọn mục tượng sửa chữa những cây pháo bị hư hoại. Đội binh sĩ phụ trách đun nước, ra sức cuốc băng bỏ vào chảo. Đội thủy binh khuân hết thùng lớn thùng nhỏ nước nóng đổ vào nòng súng. Nòng súng đầy nước rồi, đội pháo thủ ấn đầu súng cho miệng súng hướng lên rồi hô. Một, hai, ba, bắn. Sáu tên pháo thủ liền đẩy mạnh phiến gỗ thụt bắn nước vào thành. Cuộc bắn tiếp tục hơn nửa giờ nữa, số thủy pháo mỗi lúc hư hại một nhiều nước nóng mỗi lúc một thiếu hụt thêm sau chỉ còn tám chín trăm cỗ thủy pháo phát xạ dĩ nhiên uy lực giảm đi rất nhiều vì tiểu bảo đang cảm thấy trong lòng nao núng bỗng cổng thành nhã tát khắc mở rộng mấy trăm người la sát mình trần như nhộng ào ào kéo ra lớn miệng hô đầu hàng đầu hàng lúc này tát bố tố vết thương trên đầu đã lành được quá nửa liền dẫn một nghìn kỵ binh chạy lại hô ai đầu hàng thì môi cả xuống đất người la sát ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu hắn nói gì một tên bá tổng trong đội quân thanh liền ngồi xuống đất la lên ngồi xuống ngồi xuống giữa lúc ấy cổng thành đóng sập lại trên mặt thành từng loạt súng bắn xuống làm chết mấy chục người la sát bọn người ra hàng thấy trên thành bắn súng xuống bỏ chạy tán loạn quân thanh liền lái thủy pháo nhằm bắn vào binh tướng la sát đứng trên mặt thành nổ súng bọn chúng hoảng sợ tới tấp nhảy xuống Lúc này trong thành ngập nước đến hơn hai thước đã đóng thành băng. Nếu muốn toàn thành đầy nước để trở nên một tòa đại băng thành thì phải tiếp tục bắn nước lên hàng nửa tháng hay ít ra cũng phải 10 ngày. Nhưng quân tướng La Sát đã không quần áo lại chẳng thể đốt lửa sưởi ấm. Người nào người nấy bị rét cóng, toàn thân run bần bật như thằn lằn đứt đuôi, sắc mặt xanh xám. Mấy tên quân phải ôm nhau cho đỡ lạnh, đổ nhĩ bố thanh vẫn lớn tiếng quát tháo, đốc thúc binh tướng thủ thành nhưng sĩ tốt ngoảnh mặt làm ngơ, không lý gì đến hắn. Đồ nhĩ bố thanh tức quá giơ tay lên tát một tên quân. Tên quan quân này lùi lại né tránh, đồ nhĩ bố thanh rượt theo trượt chân té xuống. Một tên quân sĩ đứng bên liền đưa tay ra đẩy hắn xuống hố đầy nước đọng. Đồ nhĩ bố thanh hết sức dẫy ruộ để bỏ lên, nhưng chân tay lạnh cóng không sao lên được. Hắn lớn tiếng la, cứu ta, cứu ta, các binh tướng lở đi như không nghe thấy súng quanh khối nước dương mắt lên nhìn hắn. Chẳng bao lâu, nước trong hố đóng thành băng vít chặt đổ nhĩ bố thanh thành một khối không nhúc nhích được. Nửa người trên hắn chìa ra ngoài hố, miệng thở hồng hộc. Từ ngực trở xuống chìm vào trong khối băng như người bị chôn sống. Các binh tướng la sát chẳng ai bảo ai mà cùng chung một quan điểm, mở rộng cửa thành, hô lớn, đầu hàng, đầu hàng, quân dân la sát, ngoại trừ những người bị rét cóng không nhúc nhích được. Hết thầy kéo ùa ra như đàn ong để xin đầu hàng. Vì tiểu bảo sung sướng như người phát điên, gã khoa chân mua tay, miệng nói ba hoa, hiệu lệnh của gã chẳng còn ra đường lối nào nữa. May ở chỗ những tướng lĩnh bên thanh toàn là tay lão luyện trong quân trường, trải qua rất nhiều chiến trận. Miệng chúng lớn tiếng hô xin tuân lệnh, rồi tự ý xử trí với cuộc tiếp thu đầu hàng, cùng thi hành thủ tục tiếp thu, nhập thành, kiểm soát khí giới, thanh lý mọi việc cần thiết rất có phép tắc thường khi ra ngoài hiệu lệnh của đại soái. Có điều trước khi bắn nước vào thành chỉ lo không đủ, mà bây giờ trái lại thấy nhiều quá. Công cuộc hóa băng, tiêu nước trong thành thật không phải chuyện dễ dàng. Làng thản đốc thúc quan binh trước hết là dọn dẹp tổng đốc phủ, mời vi tiểu bảo, sách ngạch đồ và quan khâm sai vào ngồi. Kế đó hắn đi niêm phong những kho hỏa dược, súng ống, kim ngân và phái binh coi giữ. Hiện thời uy thế thanh triều mới cường thịnh, kỷ luật trong quân rất nghiêm minh chẳng ai dám tơ hào đụng chạm đến dĩ nhiên các quan lớn là bọn vi tiểu bảo sách ngạch đồ càng thừa cơ phát tài tối hôm ấy thành nội thành ngoại giết châu mù cừu mở tiệc khánh trúc bọn sách ngạch đồ hết lời tâng bốc vi tiểu bảo ca tụng vi đại soái dụng binh như thần dù tôn ngô phục sinh cũng không thể bì kịp viên khâm sai theo hồ lên tiếng chuyến này tiểu đệ rời khỏi kinh sư Đức Hoàng thượng ân cần nhắn nhủ Vi Đại Soái không nên làm tổn thương nhân mạng quá nhiều. Bữa nay Vi Đại Soái hạ thành khắc địch dĩ nhiên là một kỳ công, nhưng tuyệt ở chỗ chẳng cần động dụng đến đao thương kiếm kích, công tên hỏa khí. Bên thành không một ai chết trận, trong một ngày trời phá đại địch, hạ thành chi mà không hao tổn một chiến tướng, một tên quân thì tự cổ trí kim chỉ có một mình Vi Đại Soái làm được mà thôi tiểu đệ nhận thấy đây là công cuộc chẳng những tiền vô cổ nhân mà còn dám chắc hậu vô lai giả nữa. Vì tiểu bảo nhơn nhơn đắc ý lại càng ba hoa khoác lác. Gã đáp muốn phá thành nhã tát khắc sự thực không phải là việc khó, nhưng khó ở chỗ Hoàng Ân bắt ngát, thương tiếc quân dân, mình phải giữ sao tránh được thương vong quá nhiều cho khỏi trái với tâm nguyện của Hoàng thượng. Vì thế mà tiểu đệ phải chờ tới bữa nay mới chủ liệu xong kế hoạch, để khâm sai đại thần thân hành chứng kiến bọn tiểu đệ vì hoàng thượng ra sức phá giặc đoạt thành mà thành công không phải chuyện lạ. Cái khó là ở chỗ phải ngừa tuân thánh ý, thắng trận nhưng không giết người. Các tướng tuy biết gã khoe khoang khoác lác, nhưng sự thực thắng trận hạ thành mà không giết một người nào quả là một việc khó khăn hơn cả lên trời, nên ai cũng lầm nhầm gật đầu ra chiều rất khâm phục. Sách ngạch đồ nói trước công cuộc hiện đại này, sách mỗ chỉ có thể kết luận bằng một câu, đây là hồng phúc của hoàng thượng kỳ tài của vi đại soái vi tiểu bảo cười đáp công cuộc bữa nay phải nói là từ trên xuống dưới ai cũng đóng góp một phần công lao rất lớn tỷ như không được khâm sai đại nhân và sách đại nhân thân lâm trận thưởng ra sức đốc chiến thì bọn tiểu đệ làm sao thắng trận được dễ dàng khâm sai và sách ngạch đồ nghe gã nói trong lòng khoan khoái lại vô cùng cảm kích lúc đối trận vừa rồi hai vị văn quan này ẩn lánh ở đằng xa chỉ sợ tên bay đạn lạc làm gì có chuyện thân lâm trận thượng, ra sức đốc chiến. Nhưng vì tiểu bảo đã tuyên bố như vậy là trong bản tâu báo tin thắng trận, họ cũng giữ một phần công lớn trong vụ này. Người ta thường nói, dung dinh cỗ kiệu người khiêng người. Sách lễ cũng nói, có đi có lại mới toại lòng nhau. Vì tiểu bảo là một tay rất thạo nghề làm quan, gã dâng khâm sai một phần công lớn là được ơn mà chẳng thiệt gì cho mình. Chuyến này khâm sai trở về Bắc Kinh. Dĩ nhiên sẽ thổi phồng gã lên ở trước mặt hoàng đế. Dù công lao gã chỉ đáng ba phần, lão cũng tăng lên mười phần. Còn những chuyện vượt ra ngoài vòng luật pháp ở trong quân, khâm sai cùng sách ngạch đồ dĩ nhiên bưng kín miệng bình. Mọi người ăn uống một lúc rồi, bộ hạ của Lâm Hưng Châu đưa bọn hàng binh la sát vào báo cáo là chúng đã đào hố băng lôi đồ nhĩ bố thanh ra ngoài, hiện khiêng đến để dưới thêm. Lúc này đồ nhĩ bố thanh đã chết cóng từ lâu toàn thân hắn biến thành màu xanh xám. Vì tiểu bảo ngó thấy liền thở dài nói, cha này đặt cái tên suối quá, nếu hắn không phải là đồ nhĩ bố thanh mà là đồ nhĩ bố tài thì chẳng đến nỗi chết xanh chết xám thế này mà còn phát tài nữa. Gã lại sai người lấy quan tài gỗ để tu liệm đồ nhĩ bố thanh. Đêm hôm ấy vì tiểu bảo ngủ với song nhi ở trong ngọa phòng tại phủ tổng đốc. Nơi đây đã có lửa đỏ hồng, lại đủ chăn đoạn đệm gấm, đầy vẻ xuân tình ngày trước vì tiểu bảo đã vào phòng này, cựu địa trùng du, gã mở nắp dương ở cạnh giường lên coi thấy trong dương đựng toàn quân phục cùng súng ống. Song Nhi cười hỏi, phải chăng tướng công mở dương coi xem có công chúa la sát chui lên? Vì tiểu bảo cũng cười đáp nàng là công chúa Trung Quốc, so với công chúa la sát còn hay hơn nhiều. Song Nhi lại cười nói, đáng tiếc là công chúa Trung Quốc của tướng công hiện ở Bắc Kinh chứ không có ở đây. Vì tiểu bảo hỏi, hảo Song Nhi bữa nay chúng ta có thể coi như đại công cáo thành, được không? Song Nhi mỉm cười, hai má đỏ hồng. Tuy thị cùng vi tiểu bảo thành vợ thành chồng đã lâu ngày, nhưng nghe trượng phu nhắc câu, đại công cáo thành, thị vẫn bẽn lén. Vi tiểu bảo giang tay ra ôm lưng thị, hai người sóng vai ngồi ở cạnh giường. Gã nói, song nhi giáp tấm địa đồ hao tổn rất nhiều tâm huyết. Nay chúng ta lại lấy được lộc đỉnh sơn, đức hoàng thượng đã phong thành làm lộc đỉnh công, chắc ngài giao thành thành này quản thù. Trong lòng đất dưới đây cất dấu số kim ngân tài bảo. Chúng ta từ từ đào lên mà lấy, ta phải đổi tên vi tiểu bảo thành tên vi đa bảo cho hợp. Song nhi đáp tướng công hiện đã có rất nhiều vàng bạc, tiêu xài không hết, lấy thêm châu báu cũng bằng vô dụng. Tiện thiếp tưởng cứ là vi tiểu bảo hay hơn, vi tiểu bảo khẽ hôn vào má thị, nói đúng lắm, đúng lắm, mấy bữa nay ta không quyết định được chủ ý, nếu đào đất tìm châu báu e làm đất long mạch nguy hại đến tính mạng tiểu hoàng đế. Ngài là đại cứu tử mà trước nay đối đãi với ta rất tử tế. Nếu hành động của mình làm ngài chết oan thì yên tâm thế nào được. Nhưng không đào lên để lấy bảo vật thực cũng đáng tiếc. Bây giờ đành thế này vậy, chúng ta tạm thời hoãn việc khai quật bảo tàng. Chờ sau khi hoàng thượng ngự giá thăm thiên mà chúng ta nghèo đói, khi ấy sẽ bắt đầu khai quật cũng chưa muộn. Gã vừa nói tới đây, bỗng thấy bức rèm lay động rồi trong dương gỗ bật lên những tiếng lạch cạch, hai người đưa mắt ra hiệu với nhau, chăm chú nhìn xuống dương gỗ. Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh gì nữa, vì tiểu bảo khẽ vỗ tay ba cái. Song Nhi ra mở cửa phòng, lập tức bốn tên thân binh trầu trực bên ngoài chạy vào khom lưng chờ lệnh. Vì tiểu bảo trò cái dương khẽ nói, trong đó có người, bốn tên thân binh giật mình kinh hãi chạy lại mở nắp dương thì chỉ thấy bên trong xếp đầy quần áo. Vi tiểu bảo đánh tay ra hiệu, bọn thân binh liền bốc quần áo bỏ ra ngoài, lật đáy dương lên ngó thấy huyệt động. Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng nổ rùng rợn, một cây súng từ trong huyệt thò lên, một tên thân binh bật tiếng la, úi theo, vài gã trúng đạn, người ngả về phía sau. Song Nhi vội kéo Vi Tiểu Bảo đưa ra sau lưng để che chở cho gã. Vi Tiểu Bảo trỏ vào đống than lò lửa rồi đánh tay làm hiệu một tên thân binh liền tiến lại bưng lò than đổ xuống huyệt động trong động nổi lên những tiếng kêu rú bằng la sát ngữ tiếp theo là tiếng ho sù sụ không ngớt vì tiểu bảo hô bằng tiếng la sát quẳng súng lên trước rồi hãy chui ra lập tức một cây súng lục từ trong huyệt động liệng ra tiếp theo một tên quân la sát thò đầu lên một tên thân binh nắm tóc tên quân la sát giật ngửa về phía sau một tên thân binh nữa trí đao vào cổ hắn hàm dâu tên quân la sát đang bị lửa cháy chưa tắt. Hắn đau quá thét lên be be, lồm cồm bò ra ngoài, trông rất thảm hại. Vì tiểu bảo hỏi, ở dưới còn người nào không? Trong động có tiếng hô, còn một người, đầu hàng, đầu hàng. Hồi 235, nịnh không phải đường bị của trách. Vì tiểu bảo đã liệng súng lên đi, cửa động lấp loáng ánh bạch quang. Một thanh mã đao quang ra, tiếp theo một vùng lửa cháy nhô lên nguyên tên quân la sát này đầu tóc đang bị cháy đỏ hồng. Đội thân binh canh giữ ngoài cửa nghe tiếng đại soái ở trong phòng quát tháo liền có một bọn chạy vào. Bảy tám tên giữ lấy hai tên quân la sát, dập tắt lửa cháy trên dâu tóc bọn chúng rồi trói lại. Đột nhiên vi tiểu bảo trò vào một tên quân la sát hô, ô kìa, ngươi là vương bát tử kê. Tên quân đó lộ vẻ vui mừng reo lên, dạ dạ, Trung Quốc tiểu hài đại nhân, nô tài chính là hoa bá tư cơ một tên nữa cũng reo lên trung quốc tiểu hài đại nhân nô tài là tề lạc nặc phu vì tiểu bảo chú ý nhìn hắn thấy hàm dâu cháy xém tơi bời mặt mũi chỗ đỏ chỗ sưng nhưng sau gã cũng nhận ra liền đáp phải rồi ngươi là chư lan họa phu tề lạc nặc phu cả mừng hô đúng lắm đúng lắm trung quốc tiểu hài đại nhân nô tài là bạn cũ của đại nhân nguyên hoa bá tư cơ và tề lạc nặc phu là hai tên vệ sĩ của tô phi á công chúa ngày trước chúng đã làm quen với vi tiểu bảo ở thành nhã tát khắc rồi lại cùng đi mạc tư khoa hai tên vệ sĩ này hồi ở liệp cung đã theo bọn lính súng làm phản lập được chút công lao khi tô phi á công chúa lên nắm quyền quốc chính liền thăng quan cho bọn vệ sĩ hầu cận để đền công chúng đã tùy tùng và ra sức chuyến này có bốn tên vệ sĩ đi theo đồ nhĩ bố thanh trong cuộc đông tiến và chúng đều làm đội trường trong bọn một tên chết trận một tên chết rét còn lại hai tên này gặp cơn binh biến thành vỡ, lén lút chui xuống đường hầm định trốn ra ngoài thành, không ngờ cửa ra đã vít chặt. Hai tên hết đường tiến thoái rồi tung tích bị bại lộ. Ngày trước vì tiểu bảo kêu chúng bằng vương bắt tử kê và chư la nọa phu, nguyên hoa bá tư cơ đọc hơi giống vương bắt tử kê nghĩa là gà chết khốn nạn, tề lạc nặc phu đọc tương tự chư la nọa phu nghĩa là chó lợn hèn hạ. Vì tiểu bảo hô tên chúng như vậy cho dễ nhớ và cũng là để chế diễu chúng hai tên này đâu có hiểu được ý nghĩ của vi tiểu bảo chúng vui vẻ chịu liền hễ gọi đến tên vương bát tử kê và chư la nọa phu là chạy tới ngay hoa bá tư cơ và tề lạc nặc phu nghe công chúa kêu vi tiểu bảo là trung quốc tiểu hài ban đầu chúng cũng xưng hô gã như vậy sau vi tiểu bảo lập được công trạng công chúa phong tước cho gã bọn vệ sĩ mới kêu gã bằng trung quốc tiểu hài đại nhân để tỏ lòng tôn kính vì tiểu bảo hỏi rõ lai lịch rồi sai bọn thân binh cởi trói và lấy rượu thịt khoản đãi chúng. Bọn thân binh sợ dưới đường hầm còn có gian tế liền chui xuống soát hết một lượt, lại điều tra khắp mọi chỗ thì trong phòng ngoài đường hầm này không có địa đạo cùng ngõ ngách nào khác, chúng mới lui ra. Tên đội trưởng bọn thân binh sợ hãi vô cùng, luôn miệng xin tha tội. Hắn nghĩ rằng đây là cái may tây đình nếu hai tên quân la sát này chờ tới nửa đêm ở dưới đường hầm chui lên đâm chết vi đại soái thì hắn sẽ bị toàn ra chu lục hôm sau vi tiểu bảo kêu hoa bá tư cơ và tề lạc nặc phu ra hỏi thăm tình hình tô phi á công chúa hai tên cho gã hay công chúa điện hạ nắm hết công việc triều chính vương công đại thần tướng quân chủ giáo trong toàn nước la sát không ai dám chống cự nàng hai vị sa hoàng còn nhỏ tuổi nhất thiết đều nghe theo lời tỷ tỷ Tề Lạc nặc Phu còn nói công chúa Điện Hạ vẫn tưởng nhớ Trung Quốc tiểu hài đại nhân. Điện Hạ dặn bọn nô tài tới đây dò la tin tức của đại nhân và hễ gặp đại nhân thì mời qua mạc tư khoa du ngoạn, Điện Hạ sẽ ban thưởng cho. Hoa bá tư cơ nói công chúa Điện Hạ chưa biết Trung Quốc tiểu hài đại nhân đem binh đến đây chinh phạt. Nếu không thì hai bên thân ái vui vẻ như tình bằng hiểu. Cuộc chiến cũng không xảy ra nữa vì tiểu bảo nói các ngươi nói nhăng nói càn để lừa gạt ta làm gì có chuyện công chúa dặn dò như vậy hai tên liền thề sống thề chết là đã nói đúng sự thực không nửa lời sai trái vì tiểu bảo nghĩ bụng bản tâm hoàng thượng muốn ta nghĩ cách giảng hòa cùng la sát vậy ta bảo hai tên này về tâu lại với tô phi á công chúa cũng chẳng hề gì gã nghĩ vậy liền nói ta muốn gửi thư cho công chúa các ngươi nhưng không biết viết chữ ngoằn ngoèo như run bò của nước la sát vậy các ngươi viết dùng ta hoa ớ tư cơ và tề lạc nặc phu ngơ ngác nhìn nhau ra chiều khó nghĩ cả hai tên này chỉ biết cưỡi ngựa bắn súng còn chuyện viết chữ thì chẳng hiểu gì tề lạc nặc phu đã trung quốc tiểu hài đại nhân đại nhân muốn viết thư tình thì bọn nô tài không làm được để nô tài đi kêu một vị giáo sĩ đến viết dùm cho vì tiểu bảo ưng ngay sai chúng đi kiếm trong bọn người la sát đã đầu hàng lát sau hai tên dẫn vào một vị giáo sĩ dâu quay nón, thời bấy giờ phần lớn quân nhân la sát không biết chữ. Những giáo sĩ đi theo trong quân ngoài việc cầu đảo thượng đế, khích lệ chiến sĩ, còn chức vụ trọng yếu là viết ra thư dùng cho các binh tướng. Vị giáo sĩ này người cao lớn lại vận quân phục của thanh binh, áo quần chật hẹp như người đóng dọ rất tức cười. Giáo sĩ sợ run bần bật theo hai tên đội trưởng vào thăm kiến vi tiểu bảo y hô, cầu đức thượng đế ban phước lành cho Trung Quốc đại tướng quân. Đại tước gia, cầu chúc Trung Quốc đại tướng quân toàn gia an bảo. Vì tiểu bảo bảo y ngồi xuống rồi nói, người viết cho ta một phong thư gửi đến Tô Phi Á công chúa. Giáo sĩ vâng dạ luôn miệng, bọn thân binh đã lấy văn phòng tứ bảo để trên bàn. Giáo sĩ tay cầm bút lông, mở to giấy bản, viết chữ la sát ngùng nguèo. Y nhận ra cây bút lông mềm nhũn quá nét chữ chỗ lớn chỗ nhỏ coi rất tức cười. Nhưng y tuyệt nhiên không dám bình luận gì về bút mực Trung Quốc, chỉ sợ vị Trung Quốc tướng quân này nổi giận. Vì tiểu bảo nói, ngươi theo lời ta đọc mà viết sau buổi chia tay, lúc nào ta cũng tưởng nhớ công chúa, chỉ mong lấy được nàng làm vợ. Giáo sĩ giật bắn người lên, tay run rẩy, ngọn bút lông chấm xuống giấy một vết mực lớn. Tề Lạc Nặc Phu đứng bên cổ vũ giáo sĩ, vị Trung Quốc tiểu hài đại nhân này là người yêu của Tô Phi Á công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ rất thương mến đại nhân. Điện Hạ thường nói tình nhân Trung Quốc hay hơn tình nhân La Sát gấp trăm lần. Hắn muốn lấy lòng vi tiểu bào nên đã phóng đại gia như vậy, vị giáo sĩ vâng dạ luôn miệng, đã phải rồi, phải rồi, hơn gấp trăm lần, hơn gấp trăm lần, trong lòng hồi hộp, văn tứ chỉ trệ, nhưng y không dám dừng bút nghĩ ngợi đành dùng những câu thường nhật đã viết dùng binh tướng la sát gửi cho vợ con hoặc tình nhân ở cố hương và toàn là những câu tha thiết về thể xác. Nào là, có gần gũi mới thỏa lòng, nào là, đêm qua ta lại mộng thấy mình, nào là, hôn mình muôn ngàn cái, v, v, vì tiểu bảo thấy giáo sĩ cầm bút viết như gió cuốn, rất lấy làm thỏa mãn. Gã đọc tiếc quân la sát của nàng chiếm đất Trung Quốc của ta và giết chóc trăm họ người Trung Quốc. Trung Quốc đại hoàng đế tức giận vô cùng, phái ta đem quân đến đây để bắt hết bọn binh tướng của nàng xẻo từng miếng thịt nướng thành hà thư ni khắc. Giáo sĩ lại giật mình kinh hãi, bất giác bật tiếng la, trời ơi, rồi miệng hô, lại đức thượng đế, lại đức thượng đế, vì tiểu bảo đọc tiếc nhưng ta nể mặt công chúa, tạm thời hãy để chung đó, chưa xẻo thịt nướng trả. Nếu nàng ưng chịu từ nay trở đi không cho quân la sát đến xâm phạm cương giới thanh thì ta sẽ tha hết bọn chúng đồng thời Trung Quốc và nước La Sát vĩnh viễn thành tình bằng hiểu. Bằng nàng không chịu nghe lời, ta sẽ phái binh đến giết cho kỳ hết đàn ông La Sát, nàng không còn nam nhân để ngủ chung nữa. Nếu nàng muốn ngủ chung với nam nhân thì khắp thiên hạ chỉ có đàn ông Trung Quốc mà thôi. Giáo sĩ rất lấy làm bất phục, bụng bảo giả trong thiên hạ ngoài đàn ông La Sát, bao nhiêu nước khác thiếu gì nam nhân. Há phải riêng một Trung Quốc mới có. Câu này thật vô lý không thể viết vào được y lại nhận định viết thư lên công chúa Điện Hạ, nhất thiết không thể hành văn một cách vô lễ. Y liền nhất quyết đổi mấy câu này vừa tỏ ra kính cẩn vừa đầy vẻ thân mật. Giáo sĩ tiên liệu vị tướng quân Trung Quốc này không biết chữ la sát, tất chẳng khám phá ra nổi. Nhưng bản tính thận trọng, y sợ vi tiểu bào nhìn thấy chỗ sơ hở liền viết bằng chữ la tinh. Thỉnh thoảng trên môi lại điểm một nụ cười. Vì tiểu bảo đọc tiếp này ta sai vương bát tử kê và chư la nọa phu đưa phong thư này đến tay nàng, lại tặng lễ vật cho nàng nữa. Nàng muốn làm tình nhân hay là kẻ thù của ta, cái đó tự nàng quyết định lấy, giáo sĩ còn đem mấy câu sau cùng đổi thành lời văn rất kính cần. Y viết kẻ tiểu thần ở Trung Quốc lúc nào cũng nhớ đến ân thâm đức trọng của Điện Hạ. Này kính cần dâng đồ cống vật để tỏ chút giả trung thành. Tiểu thần còn sống ngày nào, Năm nào cũng là kẻ thần hạ trung tâm bất nhị ngày ấy năm ấy của điện hạ. Tiểu thần chỉ mong lưỡng quốc hòa hợp, những quân La sát hiện còn ở nhã tát khắc mà được trùng quy cố thủ đều là nhờ ơn đức cao dày của điện hạ, mấy câu sau cùng do tâm tư của giáo sĩ nghĩ ra. Y cho rằng vạn nhất cuộc nghị hòa của hai nước không thành thì y cùng bao nhiêu người La sát đầu hàng tất phải chết vùi chết dập ở nơi tha hương đất khách, vĩnh viễn không mong gì trở về quê quán. Vì tiểu bảo chờ giáo sĩ viết xong, nói, hết rồi, người đọc lại cho ta nghe. Giáo sĩ hai tay cầm tờ giấy đứng nghiêm trang tuyên đọc. Những chỗ nào y thay đổi vẫn đọc theo ý của vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo hiểu biết tiếng la sát chẳng được bao nhiêu, gã nghe giáo sĩ đọc lại chắc là không sai chật. Gã lại tiên liệu chẳng khi nào giáo sĩ dám tự ý thay đổi lời lẽ của mình. Vi tiểu bảo nghe giáo sĩ đọc xong, nói, hay lắm. Đoạn gã lấy ấn, phủ viễn đại tướng quân vi, đóng dấu son vào. Thế là phong thư này thư tình chẳng ra thư tình, công văn chẳng ra công văn, nhưng cũng xong việc. Vì tiểu bảo cho giáo sĩ lui ra lĩnh thưởng, gã lại sai vị sư gia trong doanh trại bỏ thư vào bao, ngoài đề bằng chữ Trung Quốc gửi cho Tô Phi Á công chúa. Sư gia mài mực thật đặc, dầm bút cho kỹ, hàng đầu viết Đại Thanh Quốc Lộc Đỉnh Công, Phủ Viễn Đại Tướng Quân Vi Phụng Thư. Hàng thứ hai viết: Nga La Tư quốc nhiếp chính nữ vương Tô Phi Hà Cố Luân trưởng công chúa Điện Hà. Nguyên hai chữ La sát trong kinh Phật là một thứ quỷ dữ, nếu dùng để xưng hô nước Nga là có điều khinh mạn, nên trong văn thư kêu bằng Nga La Tư. Sư gia lại nhận thấy ba chữ Tô Phi á, không được thuần nhã và chữ phi nghĩa là phất phơ khiến cho người ta tưởng đến câu phương thảo phi phi, nghĩa là cỏ thơm phất phơ, tựa hồ có ý chê toàn người nàng đầy những lông lá nên y đổi là tô phi hà, phi hà là dáng chiều bay. Y dùng điển cố trong câu, lạc hà giữ cô tế tề thí, nghĩa là dáng chiều bay song song với chim chỉ. Lại có câu, phi hà phát diện, tả cảnh đẹp dáng bay trước mặt. Còn, cố luân trưởng công chúa, là một phong hiệu rất tôn quý của một vị công chúa thanh chiều. Em gái hoàng đế kêu bằng trưởng công chúa, con gái hoàng đế là cười. Tô Phi Á đã làm đến nhiếp chính lại là tỷ tỷ của hai vị sa hoàng, dĩ nhiên nàng là công chúa hàng đầu. Lại nghe vi tiểu bảo cười nói giữa ta và nàng công chúa la sát này đã có mối liên quan. Mấy năm chưa gặp, không hiểu tình trạng nàng hiện nay như thế nào, tên sư ra liền viết vào mặt sau bao thư hai hàng chữ, phù hòa nhung địch, quốc chi phước giã, như nhạc chi họa vô sở bất tài, thỉnh giữ tử lạc chi, y nghĩ bùng những câu này lấy trong sách tả chuyện nhưng La Sát là một nước nhung địch chưa chắc đã hiểu được những câu trong kinh truyện nước Trung Hoa. Ý nghĩa ở hai câu song quan lại càng khó hơn, thực ra chẳng những, cố luân trưởng công chúa nước Nga La Tư, quyết chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa sâu sắc về những chữ Trung Quốc này, mà cả đến, Đại Thanh Quốc Tam Đẳng Lộc Đình Công, Phủ Viễn Đại Tướng Quân Vi Tiểu Bảo, thì ngoài ba chữ tên mình và hai chữ, Đại, Tiểu, là gã mù tịt. Vì tiểu bảo thấy sư gia viết trên bao thư đầy những chữ là chữ, liền nói, đủ rồi, đủ rồi, người viết chữ hay lắm, hay hơn cả tên rậm dâu nước la sát. Gã lại dặn sư gia chuẩn bị một món lễ vật quý trọng mà là những đồ đã thu được ở trong thành nhã tát khắc, chứ không tốn một đồng một chữ nào. Vì tiểu bảo kêu hai tên hoa bá tư cơ và tề lạc nặc phu đến, truyền cho chúng lựa lấy một trăm người trong bọn hàng binh la sát để làm vệ đội và lập tức đăng trình về mạc tư khoa đưa thư hai tên đội trưởng mừng như bắt được vàng, xì sụp lại mãi không ngớt. Chúng lại kéo tay Vi Tiểu Bảo ra mà hôn vào lưng bàn tay gã rất lâu. Vi Tiểu Bảo bị hàm dâu của hai tên đội trưởng sát vào lưng bàn tay ngứa ngáy không chịu được, gã bật lên chàng cười hơ hớ. Thành nhã tát khắc nhỏ bé không đủ chỗ để cho đại quân đồn trú. Vi Tiểu Bảo liền cùng khâm sai và sách ngạch đồ thương nghị việc đóng quân. Gã phái lang thản lâm hưng châu lĩnh hai nghìn quân ở lại trong thành phong thu còn đại quân kéo xuống miền nam chia ra đóng ở hai thành ái huy và hô mã nhi để chờ đợi thánh Chỉ. đồng thời phái kỵ binh chạy về bắc kinh báo tin thắng trận lên hoàng đế lúc ra đi vi tiểu bảo căn dặn hai tướng lang thản và lâm hưng châu không được đào giếng hay đào đường hầm trong thành nhã tát khắc đại quân rầm rộ nhằm hướng nam tiến phát vi tiểu bảo cung bọn sách ngạch đồ bằng xuân đóng ở ái huy Tát Bố Tố lãnh một cánh quân đóng ở Hồ Mã Nhi. Vì tiểu bảo nhàn rỗi không có việc gì làm, chỉ uống rượu đánh bạc vui chơi, bất tất phải tường thuật. Gã sai hàng binh la sát mặc quân phục thanh binh và phái người dạy tiếng Trung Hoa, cần cho chúng thuộc lòng những câu, Nga Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Trung Quốc Hoàng đế Đức Bì Tứ Hải, uy chấn tuyệt vực, vạn tuế gia thần Thánh Văn Võ, Hoàng ân hạo đăng, Thánh Thiên Tử vạn thọ vô cương đó toàn là những câu cầu chúc và phụng sự nhà vua. Sau khi bọn hàng binh la sát thuộc kỹ những câu này rồi, vì tiểu bảo phái binh đưa chúng về Bắc Kinh và dặn chúng khi đi qua những đường phố tại Kinh Thành phải hô lớn những khẩu hiệu đã thuộc kỹ. Nhất là lúc vào chiều kiến vua Khang Hy càng phải hô thật lớn. Gã bảo chúng, tên nào hô càng lớn, Đức Hoàng Thượng càng ban thưởng nhiều. Sau hơn một tháng, vua Khang Hy ban chiếu thư đến khen ngợi nhiệt liệt các tướng sĩ xuất trinh. Vi tiểu bảo được thăng tước nhị đẳng lộc đỉnh công, kỳ dư các tướng sĩ đều được thăng thưởng. Viên khâm sai truyền chỉ lại giao cho vi tiểu bảo một cái hộp gỗ niêm phong sơn đỏ nói là của Đức Hoàng thượng ngự tứ. Vi tiểu bảo dập đầu tạ ơn, mở hộp gỗ coi, gã không khỏi ngần người. Nguyên trong hộp gỗ đựng một cái bát ăn cơm bằng hoàng kim, trong bát khắc bốn chữ, gia quan tấn tước, phảng phất giống như cái bát mà thi lang đã tặng gã ngày trước có điều những hoa văn và tự tích bị xây sứt thì đã được tu bổ hoàn chỉnh vì tiểu bảo nhớ lại cái bát vàng này ngày trước để ở bá tước phủ trong hẻm đông mạo đêm hôm ấy gã hoang mang chạy trốn không kịp đem theo sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu gã hiểu liền ra lý lẽ đêm hôm ấy chắc là sau khi nổ súng bắn vào bá tước phủ đội quân tiền phong doanh nhặt nhạnh những đồ vật còn lại cả những thứ bị sứt mẻ cũng kê vào thành đơn phúc trình hoàng thượng cái bát vàng này tuy đã vỡ nhưng chưa đến nỗi tan tành nhà vua liền sai thợ hàn gắn lại và bây giờ ban cho gã dĩ nhiên nhà vua muốn nhắn nhủ gã cái bát vàng gã đã bị sứt mẻ một lần phe này phải giữ gìn cẩn thận đừng để nó phải tan tành vì tiểu bảo nghĩ vậy rồi tự nhủ tiểu hoàng đế đã dùng nghĩa khi đối đãi với ta thì ta cũng phải có đi có lại không đào hầm hố để khỏi tổn thương long mạch mà gây tai hại đến vận mạng của ngài qua mười mấy bữa nữa vua Khang Hy lại ban thượng dụ tới nơi. Lần này ngài nặng lời của trách, phán rằng, vì tiểu bảo có những hành động phá quấy vì gã bắt hàng binh la sát hô khẩu hiệu, vạn thọ vô cương, là một điều rất đáng buồn. Trong thượng dụ nói, bậc nhân quân giữ việc chăn dắt nhân dân phải thể theo lòng trời, thương yêu bách tính. La sát tuy là nước man di, xa với vương hóa, nhưng dân tộc nước này cũng là người. Chúng đã quy thuận hàng phục, thì không thể khinh nhờn vũ nhục họ được người đã làm đại thần nên can gián quân thượng những điều tàn tệ, thi hành nhân chính tới muôn dân. Nếu chấm có ơn huệ với trăm họ thì dù chẳng sống lâu cũng là bậc minh quân. Bằng chấm kiêu sa tàn bảo thì, vạn thọ vô cương, chỉ tổ làm khổ thiên hạ. Kẻ đại thần su nịnh quân thượng, đưa chúa vào hành vi bất đức là tội nặng lắm. Người phải nhớ mà gian mình, chuyến này vì tiểu bảo bợ đích ngựa mà lại vỗ vào chân để nó đá hộp máu mồm nếu ở địa vị người khác tất lấy vụ này làm lọ âu, buồn bã. May ở chỗ gã là kẻ mặt dày, vẫn chẳng quan tâm. Trước mặt quan khâm sai truyền chỉ, gã tự mắng mình tội thật đáng chết, nhưng trong lòng lại tự nhủ, trong thiên hà còn ai là người không ăn phình. Nhất định vụ này bọn quân la sát thốt lời Trung Quốc không được hoàn hảo, khiến tiểu hoàng đế nghe chẳng ra sao nên mới bực mình. Gã liền kêu mấy tên sư gia đã dạy hoa ngữ cho bọn quân la sát đến thống mạ một hồi sau đó gã lại cùng bọn chúng mở cuộc đánh bạc, gã gieo mấy bản xúc sắc rồi là bao nhiêu lời huấn giới của nhà vua bay lên chín tầng mây hết. Thì giờ thấm thoát, đông qua xuân tới, vì tiểu bảo ở thành ái huy tuy được nhàn hạ, nhưng thường thường nhớ tới bọn A Kha, một kiếm bình mấy người thi tử. Thỉnh thoảng gã lại sai thân binh đưa đồ về nhà, sáu vị phu nhân cũng gửi ra y phục cùng phẩm vật ai cũng biết gã không hiểu chữ nghĩa nên không gửi ra thư mà chỉ dặn lời là trong nhà đều bình yên cả, mong mỏi đại soái ca khúc khải hoàn về kinh cho sớm. Một hôm, có thượng dụ ban ra, khâm mảng cho vi tiểu bảo và sách ngạch đồ làm những đại thần trong cuộc nghị hòa để cùng sứ thần nước la sát kiềm đính họa ước. Trong kinh còn phái đến bốn nhân vật giúp đỡ công cuộc này là hán quân Hoàng Kỳ Đô Thống Đông Quốc Cương, hộ quân thống lĩnh Mã Lạt thượng thư A Nhĩ Nghi và tả đô ngự sử Mã Tê. Đồng Quốc Cương tuyên đọc thượng dụ xong, lại lấy ra một đạo công văn đọc tiếp. Đạo công văn này là quốc thư của hai vị sa hoàng la sát gửi lên vua Khang Hy. Tờ quốc thư đã do hai vị truyền giáo sĩ người Hà Lan ở Bắc Kinh dịch ra Hán Văn. Bức quốc thư như sau, cần phụng Thượng, đức đại thánh hoàng đế. Ngồi chơi hoa hạ, ảnh hưởng bao trùm hoàn vũ, hướng dẫn tôi hiền trong cuộc phân chia cương thủ cai trị muôn dân. Trung Quốc gồm Thâu Mãn Hán, quay danh lừng lẫy bốn phương. Nguyên tiền triều A liệt khắc tịch Mỹ Hàn ở Hạ Quốc đã phái bọn ni quả lai qua thiên triều mưu việc giao hảo cho hai nước. Kẻ sứ thần không am tường biển lễ Trung Quốc, cử chỉ có điều thô lỗ, ngữ ngôn lại thiếu văn hóa, đành trông vào đức độ khoan hồng của Thượng Quốc. Cả việc ca tụng hoàng đế cũng không khỏi phạm vào thất thể, vì Hạ Quốc ở nơi hẻo lánh xa xăm, vương hóa khó bề phổ cập. May mà thượng quốc cũng không hạch tội. Ngày trước hoàng đế đã gửi quốc thư, nhưng hạ quốc không ai biết chữ, chẳng hiểu thánh ý ra sao. Sau bọn ni quả lai trở về, hạ quốc hỏi ra mới biết thượng quốc chất vấn về vụ bọn cắn đặc mục nhĩ bôn đào qua hạ quốc. Trong quốc thư còn đề cập đến những việc quấy nhiễu biên thùy. Mới đây hạ quốc được tin hoàng đế hương binh đến vùng biên cảnh, khiến tỉnh giao hảo hai bên bị tổn thất nếu dân gian Hạ Quốc ở trốn biên cương quả đã gây hấn làm càn thì thiên triều chỉ cần minh thị là Hạ Quốc bắt về nghiêm trị ngay, Hà tất phải giấy động can qua. Nay Hạ Quốc phụng tiếp chiếu chỉ mới rõ đầu đuôi, liền hòa tốc hạ lệnh cho tướng sĩ không được giao binh. Cùng thỉnh thiên triều minh xét những tên nào đã gây họa loạn để Hạ Quốc đem ra chính pháp. Ngoài việc phái sứ thần quyết định biên giới, Hạ Quốc lại sai bọn Phật Nhi Nhiêu Cao, Nghi Phiên. Pháp Nga La Ngoã mang thư đi suốt ngày đêm để dâng thượng quốc, xin thiên triều rút cuộc bao vây nhã tắt khắc. Nếu còn xảy chuyện lôi thôi, cứ phái sứ thần đưa thư hiểu dụ là hai nước vĩnh viễn giữ cuộc hòa mục. Một vị đại thần ở Thượng Quốc là vi tiểu bảo các hạ năm trước có quen biết hoàng tỷ ở Hạ Quốc là nhiếp chính nữ vương Tô Phi Á Điện Hạ. Vì đại nhân lại tới kinh thành mạc tư khoa giúp việc dẹp loạn lập nên công lớn ở Hạ Quốc đây thật là một ơn huệ của Thượng Quốc ban cho, Chúa tôi Hạ Quốc không bao giờ quên ơn đức này. Kính dâng trọng lễ trên Đại Thánh Hoàng đế Bệ Hạ, thứ nhì là trọng lễ phụng tặng vi tiểu bảo Đại Thần Các Hạ, để tỏ lòng thành tín hòa mục của Hạ Quốc. Đồng Quốc Cương đọc quốc thư rồi, sư gia liền đem những ý tứ trong thư giải thích cho vi tiểu bảo cùng chúng tướng nghe. Đây là một thông lệ ở trong quân, vì những văn thư qua lại thường gặp chữ, nghĩa sâu xa khó hiểu mà số đông binh tướng lại không biết chữ. Dù nhiều người đã đọc sách mấy năm, nhưng kiến thức vẫn còn kém còi. Những văn kiện trong quân quan hệ đến quân cơ đại sử, nếu xảy chuyện hiểu lầm sẽ đưa tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế mà quân chế nhà mãn thanh phải đặt sư ra vào việc giải thích văn thư. đông Quốc Cương nói, vị nhiếp chính nữ vương La Sát vẫn nhớ mối tình cố cựu với vi đại soái đưa tặng rất nhiều lễ vật. Đức Hoàng thượng phải tiểu đệ đêm hết tới đây để giao lại cho đại soái thu nhân. Vì tiểu bảo chắp tay đáp đa tả, đa tạ gã nói tiếc người la sát không hiểu lễ tiết, chẳng nhún mình là lòng thành lễ bạc lại khoe khoang đồ lễ quý trọng. Phần lễ trọng nhất dâng lên Hoàng thượng, còn phần lễ trọng thứ hai gì đó đưa tặng tiểu đệ. Họ nói thế mà không sợ người ta cười cho. Đồng Quốc Cương nói, vì đại soái phái quân giải bọn người đầu hàng nước la sát về kinh thành. Đức Hoàng Thượng thân hành thẩm vấn. Ngài phát giác trong bọn tiểu tốt, có một vị đại quan la sát trà trộn vào. Vì tiểu bảo, ủa, lên một tiếng, nhảy bổ lên hỏi, có chuyện đó ư, Đông Quốc Cương đáp, người này thật rào quyệt. Hắn trà trộn vào trong đám tiểu tốt, nhất thiết không động thanh sắc. Hôm ấy Hoàng Thượng thẩm vấn bọn người đầu hàng đã sai một vị giáo sĩ Hà Lan làm thông môn. Sau Hoàng Thượng nói mấy câu lạp đinh, la tinh, với giáo sĩ. Trong bọn người la sát đầu hàng có một tên tiểu binh đột nhiên lộ vẻ khác lạ. Hoàng thượng liền hỏi có phải hắn hiểu tiếng Lạp Đinh không, nhưng hắn chỉ lắc đầu. Hoàng thượng lại dùng tiếng Lạp Đinh ra lệnh, đem tên tiểu binh này ra chém đầu. Hắn sợ hãi thất sắc, quỳ xuống năn nỉ xin tha và thú nhận có hiểu tiếng Lạp Đinh. Vì tiểu bảo hỏi, tiếng Lạp Đinh là thế nào? Có phải người la sát khi lôi bọn trắng đinh đi vận tải quân nhu thì nói thứ tiếng này? sao hoàng thượng lại hiểu được ngôn ngữ đó đông quốc cương đáp tiểu đệ cũng không hiểu đạo lý vụ này khi nào đại soái có dịp bái kiến hoàng thượng khẽ dập đầu xin ngài giải thích cho vì tiểu bảo gật đầu hỏi hoàng thượng xử trí với hắn ra sao đông quốc cương đáp người đó không thể giấu giếm được phải thổ lộ hết chân tình tên hắn là á nhĩ thanh tư cơ làm đô tổng quản hai thành ni bố sở và nhã tát khắc mọi người nghe nói không khỏi giật mình kinh hãi bất giác, ủa, lên một tiếng, vì tiểu bảo hỏi, thế ra chức quan của thằng cha đó lớn lắm ư, đồng quốc cương đã, phải rồi, những quan chức mà nước la sát phái đến mặt đông, địa vị hắn lớn hơn hết. Hôm thành nhã tát khắc bị hạ, hắn cải trang làm tên tiểu tốt nên không ai nhận ra được. Vì tiểu bảo lắc đầu cười nói, ngày hạ thành nhã tát khắc thì người la sát từ đại tướng cho đến tiểu tốt, từ quan lớn cho đến quan nhỏ, nhất thời đều bị lột trần như nhộng ngó lùi ngó tới ai cũng như ai trong mình chẳng còn tí gì để phân biệt như vậy thì vụ này không nhận ra tên đại quan la sát này cũng không phải là lỗi ở bọn tiểu đề trung tướng nổi lên chàng cười ha hả mọi người liền thuật lại tình hình hôm đánh phá thành nhã tát khắc cho đông quốc cương nghe đông quốc cương cười nói té ra là thế như vậy quả không trách ai được lão lại kể tiếp đức hoàng thượng phán vì tiểu bảo bắt được đô tổng quản của nước La Sát trông coi hai thành ni bố sở và nhã tát khắc là một công trạng rất lớn. Đáng tiếc y tưởng người này cũng là tên tiểu tốt tầm thường. Y đã phạm vào tội làm việc hồ đồ, vậy công kia chuộc lại lỗi này là xong. Việc đó thành ra vô thường vô phạt, vì tiểu bảo nói Đức Hoàng thượng cầm cân này mực rất đúng, n điển của ngài khiến cho bọn nô tài chúng tôi muôn vàn cảm kích. Đông Quốc Cương nói, đức hoàng thượng thẩm vấn A Nhĩ Thanh Tư Cơ liên tiếp 6 ngày liền. Chẳng những ngài biết hết về quân chính đại sự nước La sát, mà cả việc phân chia cương vực, phong tục tập quán, thổ sản địa phương ngài cũng hiểu rõ một cách tỉ mỉ. Đức hoàng thượng của chúng ta quả được trời ban cho tài trí thông minh khác đời. Ngài chỉ biết qua thái độ của Á Nhĩ Thanh Tư Cơ mà phát hiện ra chuyện bí mật lão nhìn vi tiểu bảo vừa cười vừa nói tiếp theo lời vi đại soái thì á nhĩ thanh tư cơ lúc bị bắt cũng thân thể trần truồng như mọi người ai ngờ hắn vẫn giấu được văn kiện bí mật